Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu. Tập 113. Chương 1121, tuyệt cảnh của hỗn độn, cấm chủ vô địch. Đối mặt với câu hỏi của Hàn Tuyệt, đệ cửu hỗn độn trầm mặc. Quả thật như thế. Điều kiện tiên quyết để gã tạm tha mạng những sáng tạo đạo giả khác là họ không thể uy hiếp được chính mình. Gã cũng rõ ràng tất cả những điều này không luận đúng hay sai, cuối cùng là do gã chậm một bước nên không thể vượt qua sáng tạo đạo giả. Đệ cửu hỗn độn mở miệng nói, đã như vậy, ta sẽ không cầu xin cái gì. Ngươi muốn tiêu diệt ta thì cứ tiêu diệt đi. Tuy nhiên, tranh đấu giữa ngươi với ta chỉ mới bắt đầu thôi. Hắc ám cấm chủ, ta đã từng vô địch, ở trước ta cũng đã từng có tồn tại vô địch, hiện tại ngai vị vô địch giao cho ngươi, ngươi lại có thể ngồi được bao lâu? Vừa dứt lời, đệ cửu hỗn độn bỗng nhiên bắt đầu áp xúc quy tắc siêu nhiên, lực lượng kinh khủng đang nhanh chóng tích xúc thế. Hàn Tuyệt không hề ngăn cản. Oanh một tiếng, đệ cửu hỗn độn lấy quy tắc siêu nhiên tự bạo. Lực lượng cuồng bạo chấn vỡ mảnh lĩnh vực hắc ám này. Bốn sáng tạo đạo giả vị bị trói buộc cũng hình thần câu diệt. Đợi tất cả khôi phục lại màu trắng nhợt như ban đầu, Hàn Tuyệt hiện thân. Đệ cửu hỗn độn tự bạo căn bản không đả thương được hắn. Tay phải của hắn nắm chặt, trong lòng bàn tay hình như có đồ vật gì đó chợt lóe lên. Hắn nhìn về phía bốn vị sáng tạo đạo giả khác, để cho bọn họ lại lần nữa phục sinh. Lĩnh vực không bạch lâm vào trong tĩnh lặng, bốn vị sáng tạo đạo giả trầm mặc, trong lòng vô cùng tuyệt vọng. Ngay cả đệ cửu hỗn độn cũng vẫn lạc, bọn họ còn đấu với hắc ám cấm chủ như thế nào? Lúc này, đột nhiên Hàn Tuyệt giơ tay lên, lực lượng quy tắc cơ bản của lĩnh vực không bạch nhanh chóng ràng buộc bốn vị sáng tạo đạo giả, tất cả đều bị hút vào trong tay Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nắm chặt tay lại, tiếp đó buông ra, bốn mảnh ngọc bội xuất hiện ở trong tay. Pho tượng khắc trong ngọc bội chính là bốn vị sáng tạo đạo giả. Đến lúc này cuộc chiến với năm vị sáng tạo đạo giả liên thủ đã kết thúc, lấy đệ cửu hỗn độn tự vẫn và bốn vị sáng tạo đạo giả bị bắt kết thúc. Bốn mảnh ngọc bội lơ lửng ở trước ngực Hàn Tuyệt, tản ra vẻ rực rỡ khác biệt. Hàn Tuyệt quay người đi về phía hỗn độn. Hỗn độn trải qua một hồi đại chiến lâu dài, hơn phân nửa lĩnh vực đã tàn phá không chịu nổi. Sinh linh chết đi nhiều vô số kể, nghiệp lực tràn ngập từng cái hư không, không khí trầm lặng. Ở chỗ sâu trong hỗn độn, đại chiến vẫn còn kéo dài. Tầm thánh tôn cao cao tại thượng vẫn đang áp chế hồng mông tuyệt vọng, nhưng ánh mắt của gã đã sớm tràn ngập vẻ không kiên nhẫn. Đám đại năng vốn dĩ vui mừng lần nữa cảm thấy bất an. Tầm thánh tôn quả thật cường đại, cũng một mực áp chế hồng mông tuyệt vọng, thế nhưng chỉ là áp chế thôi. Hồng mông tuyệt vọng vẫn dồi dào sinh khí như trước, lệ khí của nó thật lâu không tiêu tan. Ở trong quá trình đại chiến, hồng mông tuyệt vọng thỉnh thoảng duỗi lưỡi thôn phệ thiên địa với thánh nhân đại đạo xem cuộc chiến, tăng cường lực lượng cho chính mình. Tam đại hồng mông ma thần và chín đại hỗn độn bắt đầu thương thảo đối sách. Đúng lúc này phân thân của đệ cửu hỗn độn bỗng nhiên tiêu tán, mọi người sửng sốt. Ngay sau đó những vị hỗn độn cũng khác lập tức tiêu tán, rất nhanh cũng chỉ còn lại có Triệu Song Toàn với Dư Uyên. Hoàng Tôn Thiên nhíu mày hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Sắc mặt của Triệu Song Toàn khó coi, không hề trả lời. Gã chỉ là đệ bát hỗn độn chuyển thế, ý chí của bản thân không liên kết với đệ cửu hỗn độn vì vậy gã không biết rõ tình hình của đệ cửu hỗn độn. Dư Uyên cũng là như thế. Hai người đều có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đang bị hút ra, loại cảm giác này khiến cho bọn họ hoảng loạn. Không chỉ là bọn họ mà không gian hỗn độn cũng bắt đầu sụp đổ. Không gian vặn vẹo giống như bị mưa to, cọ rửa, tất cả đều đang hạ xuống, tràng cảnh vô cùng quỷ dị. 3.000 đại đạo không khống chế được, tựa như 3.000 trường long ở phía trên hỗn độn tùy ý nhảy múa cuồng loạn. 7 đại quy tắc chí cao trở nên ảm đạm, không còn thần thánh như trước nữa. Tất cả những biến hóa này đều bị đám đại năng nhìn ở trong mắt. Đừng nói là bọn họ, ngay cả chúng sinh cũng hoảng sợ. Hỗn độn sụp đổ dẫn phát tận thế của chư thiên vạn giới. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là lực lượng của tầm thánh tôn với hồng mông tuyệt vọng quá mạnh mẽ? Không đúng, các ngươi đã quên lúc trước hắc ám cấm chủ nói gì rồi sao? Hỗn độn cũng là có người sáng tạo, chẳng lẽ vị sáng tạo kia? Không thể nào đâu. Ngay cả tồn tại tạo ra hỗn độn cũng chết ở trong tay hắc ám cấm chủ sao? Đừng nghĩ lung tung, có lẽ là thời đại vô tận sắp bắt đầu thôi. Đám đại năng đều nghị luận,
cảm giác bất an và mờ mịt trước đó chưa từng có tràn ngập trong lòng bọn họ. Tầm Thánh Tôn cũng chú ý tới một màn này. Gã nhíu mày, lẩm bẩm nói, xảy ra chuyện gì vậy? Lịch sử phát sinh biến hóa sao? Thế nhưng tại sao ta không phát hiện ra? Chẳng lẽ là bởi vì ta tham gia nên dẫn đến đột biến? Tầm Thánh Tôn càng nghĩ càng bất an, ngay cả Hồng Mông Tuyệt Vọng cũng không giải quyết được, thì gã làm thế nào để cứu vớt hỗn độn muôn dân trăm họ? Không được, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trước giải quyết xong hung thú mạnh nhất trong truyền thuyết, Hồng Mông Tuyệt Vọng đã. Tầm Thánh Tôn mở ra hai tay, tất cả thần binh ở xung quanh đều chui vào trong giáp bạc của gã. Cả người gã hóa thân thành một thanh thần kiếm lập lòe ánh sáng chói lóa, thẳng hướng Hồng Mông Tuyệt Vọng. Uy áp kinh khủng bao phủ toàn bộ hỗn độn làm cho toàn bộ đại năng đang ở nơi xa xem cuộc chiến đều hít thở không thông. Trong lòng bọn họ xuất hiện hy vọng vô hạn. Một kích này nhất định phải chu sát được Hồng Mông Tuyệt Vọng. Nếu thất bại, vậy thì bọn họ thật sự xong rồi. Tầm Thánh Tôn đụng vào Hồng Mông Tuyệt Vọng. Ánh sáng chói lóa rực rỡ làm cho cả hỗn độn mất đi màu sắc. Đám thánh nhân đại đạo lập tức bị nhấc lên bay ra ngoài. Hồng Mông Tuyệt Vọng vẫn còn gào thét. Ánh sáng chói lóa bỗng nhiên co rút lại, Hàn Hoang chăm chú nhìn lại, sắc mặt lập tức khó coi. Chỉ thấy phía trước Hồng Mông Tuyệt Vọng xuất hiện một bóng người toàn thân đen nhánh, quanh thân lượn lờ ngọn lửa hồng, không phải Hắc Ám Cấm Chủ thì là ai? Giờ phút này, một tay Hắc Ám Cấm Chủ bóp lấy cái cổ của Tầm Thánh Tôn, giơ gã lên cao cao. Dáng người của Tầm Thánh Tôn trở nên tương tự với Hắc Ám Cấm Chủ, gã đang ra sức vùng vẫy. Tô Kỳ và Chu Tụng Đại Đạo Thiên trên đỉnh đầu Hồng Mông Tuyệt Vọng nhìn thấy bóng lưng của Hàn Tuyệt, sắc mặt lập tức trắng bệch. Nhớ lại câu nói của Hắc Ám Cấm Chủ lúc trước, chẳng lẽ càng ngày càng nhiều thánh nhân đại đạo chú ý tới Hàn Tuyệt, toàn bộ bọn họ đều tuyệt vọng. Hắc Ám Cấm Chủ trở về, điều này có nghĩa là hỗn độn sẽ bị diệt sạch. Tầm Thánh Tôn không cách nào giãy ra khỏi bàn tay của Hàn Tuyệt, cái tay này ẩn chứa lực lượng phong ấn cực kỳ cường đại. Làm sao có thể? Tầm Thánh Tôn trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Hàn Tuyệt. Ngươi là ai? Tầm Thánh Tôn run giọng hỏi. Gã chính là sáng tạo đạo giả, từ sau khi chứng được sáng tạo đạo giả chưa phải chịu thiệt bao giờ. Tại sao trước mặt người này, gã lại không hề có lực chống cự? Không sai, rất không may nói cho các ngươi biết, đệ cửu hỗn độn vô thức, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, âm dương vô cấu tịch diệt thần và thích thiên vô lượng đại diệt tôn. Năm vị sáng tạo đạo giả này đã chết trong tay ta. Không có tồn tại càng mạnh hơn có thể cứu các ngươi. Các ngươi không cần vùng vẫy nữa, chờ đợi kết thúc đi. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng khắp hỗn độn, ngay cả phàm linh đều có thể nghe thấy. Dưới cái nhìn chăm chú của đám thánh nhân đại đạo, tay phải của hắn nắm chặt, lập tức bóp nát Tầm Thánh Tôn. Chợt nhìn, Tầm Thánh Tôn tựa như hình thần câu diệt. Hàn Tuyệt cũng không hoàn toàn chu sát Tầm Thánh Tôn mà trục xuất hồn phách của gã trở về, rời khỏi thời điểm hiện tại. Hắn biết rõ thân phận cả Tầm Thánh Tôn, gã có quan hệ với hắn cho nên mới hạ thủ lưu tình. Giải quyết xong Tầm Thánh Tôn, Hàn Tuyệt quay người nhìn Hồng Mông Tuyệt Vọng. Hồng Mông Tuyệt Vọng đang liếm láp miệng vết thương của mình như một con cún con đầy ủy khuất. Ánh mắt của Hàn Tuyệt ngưng tụ, toàn bộ thương thế của Hồng Mông Tuyệt Vọng đều được khôi phục. Hắn nhìn về phía đám đại năng ở phía sau Hồng Mông Tuyệt Vọng, khinh miệt cười nói, các ngươi đã thương sủng vật của ta, tất cả đều phải trở thành thức ăn của nó đi. Lần này không có ai còn dám tiến lên nữa, toàn bộ đại năng đều tuyệt vọng. Hỗn độn sẽ giống như Hồng Mông trước đây, hoàn toàn tan biến, mà bọn họ cũng không trốn thoát khỏi kết cục vẫn lạc. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1122, Hy vọng cuối cùng. Hàn Hoang, Thủy Nguyên Hồng Mông, Hoàng Tôn Thiên, Triệu Song Toàn, Chí Phạt Thần Tôn, Nguyên Sinh Tổ Thần, Cửu Duệ Thần Linh, Đế, Hàn Nghiệp, Vô Tướng Thiên Hạ. Một nhóm đại năng cao cấp nhất hỗn độn đều trầm mặc, không ai truyền đạt hiệu lệnh tiến công, càng không ai nói những câu ủng hộ sĩ khí. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi lan tràn khắp toàn bộ hỗn độn. Trong lòng Hàn Tuyệt thất vọng, hắn ra vẻ khinh miệt nói, các ngươi thật sự muốn bỏ qua sao? Ban đầu ta còn tưởng rằng hỗn độn sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, cho dù là chết cũng là chết trận. Các ngươi có biết tồn tại tạo ra hỗn độn, đệ cửu hỗn độn, trước khi chết đã nói gì với ta không?
gã cầu xin ta buông tha cho hỗn độn, buông tha cho chúng sinh. Các ngươi có thể tưởng tượng một vị đứng ở phía cuối của con đường tu hành, khống chế thời không, khống chế vận mệnh, sáng tạo tồn tại siêu nhiên với phàm nhân lại có thái độ cầu xin trước mặt ta như thế nào hay không? Hắc ám cấm chủ nói vậy làm cho trong lồng ngực của toàn bộ đại năng đều dấy lên một ngọn lửa giận. Hàn Hoang ngước mắt nhìn lên, trong mắt tràn đầy sát ý. Ngay cả Thủy Nguyên Hồng Mông và Hoàng Tôn Thiên cũng là như thế, gần như điên cuồng. Mặc kệ bọn họ chiến đấu như thế nào cũng không thay đổi được một sự thật. Đó là toàn bộ đại năng ở đây đều sống ở hỗn độn, thiếu nợ hỗn độn một cái ân tình. Ngay cả tồn tại siêu nhiên tạo ra hỗn độn cũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng cho đến khi chết trận, vậy thì bọn họ sợ cái gì? Ngay cả chúng sinh xem cuộc chiến thông qua mộng cảnh cũng đều bị nhen nhóm lên lửa giận, hận không thể bầm thây hắc ám cấm chủ thành vạn đoạn. Hồng Mông tuyệt vọng tức thời gào thét, dường như đang chúc mừng hắc ám cấm chủ đạt được thắng lợi. Hàn Hoang hóa thành Hồng Mông ma thần giết tới trước mặt Hàn Tuyệt. Tay y cầm thần phạt quang nhận muốn chặt đôi Hàn Tuyệt, nhưng bị hắn nhẹ nhõm bóp nát. Lúc này Hàn Tuyệt mới cảm thấy thỏa mãn với biểu hiện của Hàn Hoang. Có can đảm phản kháng trong tuyệt cảnh mới được xem là con của hắn. Nếu Hàn Hoang lập tức từ bỏ, vậy thì Hàn Tuyệt sẽ thay người khác tới nhận đại tạo hóa của lượng kiếp đại đạo lần này. Đệ tử của ẩn môn nghe lệnh, giết. Lệ Diêu giơ cao bảo kiếm của mình nhẹ giọng quát. Toàn bộ đệ tử của ẩn môn lập tức thẳng hướng Hàn Tuyệt. Hỗn độn thiên cầu mặc dù sợ hãi nhưng thời điểm tiến lên vẫn phải lên. Hơn 10 vị đệ tử thân truyền của ẩn môn đồng loạt đánh tới. Đám hỗn độn ma thần thi triển thần thông đại đạo, thanh thế to lớn. Dưới tuyệt cảnh, các đệ tử của ẩn môn bộc phát ra lực lượng càng cường đại hơn so với trước kia. Hàn Tuyệt phất tay chôn vùi tất cả, tuy nhiên hắn không thương tổn đến hồn phách, những đệ tử này lại nhanh chóng khôi phục lại thân thể. Tạo hóa đế đỉnh, tử chiến. Hàn Linh bay về phía Hồng Mông tuyệt vọng, thanh âm uy nghiêm khoáng đạt cũng làm cho cả tạo hóa đế đỉnh khởi xướng tiến công. Những thế lực lớn khác cũng là như thế. Nhìn đến đây, trong lòng Hàn Tuyệt thỏa mãn. Ẩn môn do chính mình dạy bảo, ít nhất không phải là hạng người nhát gan. Dũng khí chân chính là trực diện tử vong, trực diện kết cục đã định trước. Từ góc độ hỗn độn nhìn lại, ngay khi đệ cửu hỗn độn vẫn lạc thì hỗn độn đã không có hy vọng. Có lẽ các đệ tử của ẩn môn vẫn còn chờ mong Hàn Tuyệt, nhưng đám đại năng của hỗn độn lại thật sự không có chút hy vọng nào. Đột nhiên Hàn Tuyệt cảm thấy hỗn độn cũng không phải là không có ý nghĩa. Có lẽ có thể thay đổi một chút đại thế từ trước tới nay. Hỗn độn sinh, Hồng Mông diệt, Vô Tận sinh, hỗn độn diệt, tuần hoàn như vậy cho đến khi nào? Bỗng nhiên Hàn Tuyệt biến lớn, trở nên vô cùng khổng lồ so với toàn bộ hỗn độn. Hắn vung tay phải lên, hơn vạn thánh nhân đại đạo tan thành mây khói và vô số thiên địa bị nghiền nát. Nhưng đám thánh nhân đại đạo rất nhanh lại khôi phục thân thể, bọn họ cũng phát hiện điểm ấy. Tại sao hắc ám cấm chủ không giết bọn họ? Hồng Mông tuyệt vọng há mồm, lưỡi dài cuốn một cái, đám thánh nhân đại đạo mới hiểu được lý do. Hắc ám cấm chủ thật sự coi bọn họ là con mồi của Hồng Mông tuyệt vọng. Như vậy mới đúng, ta đúng là rất thích xem sinh linh phải chết vùng vẫy dãy giụa. Hàn Tuyệt càn rỡ cười nói, hắn cố ý phủ lên bầu không khí tuyệt vọng, mang cho đám đại năng của hỗn độn càng nhiều áp lực. Nói xong, Hàn Tuyệt xoay người nhìn xuống toàn bộ hỗn độn. Cái khuôn mặt đen nhánh kia lộ ra một đôi mắt màu đỏ tươi cùng với cái miệng tràn đầy răng nanh hóa thành nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng chúng sinh. Liều mạng vùng vẫy đi, thỏa thích sợ, hãy đi. Tiếng cười điên cuồng của hắc ám cấm chủ vang vọng ở bên trong hỗn độn, giống như thiên lôi cuồn cuộn. Từng tên đại năng che già măng mọc thẳng hướng Hàn Tuyệt. Bọn họ không ngừng bị diệt thân thể, lại không ngừng trọng sinh rồi tiếp tục xung phong liều chết. Hồng Mông tuyệt vọng bị bọn họ xem nhẹ. Nhưng Hồng Mông tuyệt vọng cũng không dừng lại, nó vẫn đang điên cuồng thôn phệ sinh linh và thiên địa như trước. Giờ khắc này đám đại năng ở trong tử chiến đã quên đi sợ hãi, bọn họ chỉ muốn chu sát hắc ám cấm chủ. Hai tay của Hàn Tuyệt vung lên lần lượt chu diệt bọn họ. Hắn ra vẻ hưởng thụ, cười đến mức vô cùng càn rỡ. Hắn chú ý tới bảy đại quy tắc trí cao ở trên đỉnh hỗn độn kia vốn đang ảm đạm không ngờ lại sáng dần lên, hơn nữa còn đang dung hợp. Nguyện lực của chúng sinh đang lấy phương thức không cách nào nhìn rõ dung nhập vào trong quy tắc trí cao. Chi tiết này dù là sáng tạo đạo giả cũng khó có thể phát hiện, chỉ có thể nhìn thấy quy tắc trí cao sáng lên. Có chút thú vị, Hàn Tuyệt âm thầm suy nghĩ. Nếu như thật sự có hắc ám cấm chủ, tu vi chưa đến sáng tạo chúa tể,
lại sốc nổi giống như hắn thì rất có khả năng thật sự sẽ bị lật xe. Bây giờ nghĩ lại mới thấy những lời nói cuối cùng của đệ cửu hỗn độn cũng không phải là nói quá. Hàn Tuyệt bỏ qua quy tắc trí cao của hỗn độn, tiếp tục tàn phá hỗn độn. Cùng lúc đó, đạo tràng thứ ba, Hình Hồng Tuyền, Tuyên Tình Quân và các đạo lữ nhao nhao đi đến đạo quán của Hàn Tuyệt. Đám đệ tử khác cũng quỳ gối trước đạo quán. Bọn họ có thể nhìn thấy hắc ám cấm chủ báo mộng, cũng biết rõ hỗn độn thực sự đang gặp phải cục diện như thế nào. Hàn Tuyệt để cho các nàng vào trong đạo quán. Thanh Loan Nhi nói trước tiên, phu quân, ngươi có thể chuyển toàn bộ bọn chúng trở về hay không? Những nữ nhân khác cũng đều lo lắng nhìn Hàn Tuyệt. Các nàng không dám hy vọng xa vời Hàn Tuyệt ra ngoài chiến đấu, dẫu sao các nàng đã thấy tận mắt sự cường đại của hắc ám cấm chủ, thật sự là không thể chiến thắng. Hình Hồng Tuyền không nói gì mà chỉ nhìn Hàn Tuyệt. Không phải ngươi tự xưng vô địch sao? Lại không ra tay nữa thì người thân đều phải chết hết. Hàn Tuyệt bất đắc dĩ nói, không cách nào chuyển trở về. Hắc ám cấm chủ đã ngăn cách hỗn độn, chính là vì tránh cho có người trốn ra được. Các nữ nhân đều trầm mặc. Ngộ Đạo Kiếm lẩm bẩm nói, Lệ Diêu tỷ tỷ còn ở bên ngoài. Thường Nguyệt Nhi nhìn Hàn Tuyệt, muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy, nói, mà thôi. Hắn đứng dậy, bắt đầu hoạt động gân cốt. Phu quân, ngươi như vậy là muốn. Tuyên Tình Quân kích động hỏi, Hàn Tuyệt chịu ra tay nhất định là có nắm chắc. Hình Hồng Tuyền rốt cuộc nở nụ cười, lúc này mới đúng nha. Hàn Tuyệt nói, ta quả thật không hoàn toàn nắm chắc, nhưng vì nhi nữ, vì Lệ Diêu, vì đệ tử cũng không thể không ra tay. Các ngươi trở về chờ đợi đi. Thanh Loan Nhi nhịn không được nói, thật sự không được. Nếu không, nàng rất muốn nói ra miệng hai chữ được rồi, nhưng quá gian nan. Con của nàng cũng ở bên ngoài. Hàn Tuyệt nói, nếu không đánh lại ta cũng có thể phục sinh ở trong đạo tràng. Được rồi, các ngươi trở về chờ đợi đi. Vừa dứt lời, toàn bộ chí bảo trên người Hàn Tuyệt bắn ra, thần quang lóng lánh che đậy thân ảnh. Hàn Hoang lại một lần nữa phục sinh. Y nắm chặt hai tay, cảm nhận được pháp lực tán loạn, trong lòng của y tràn đầy cảm giác không cam lòng. Thật sự không có cách nào sao? Lúc này Hàn Linh xuất hiện ở bên cạnh y, mở miệng nói, nhị ca, ta có một biện pháp. Nàng truyền âm cho Hàn Hoang, Hàn Hoang nghe xong lập tức cự tuyệt nói, không thể nào. Ta quyết không thể tiếp nhận. Hàn Linh thở dài nói, trước mắt chỉ có biện pháp này mới có thể liều một phen. Chỉ cần có thể bảo vệ được hỗn độn thì vẫn có một đường sinh cơ, bất kể hy sinh lớn đến mức nào. Các bạn đang nghe chuyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 1123, Thần Uy Thiên Thánh Phủ Xuống, Lửa Giận Của Chúng Sinh. Nhị ca, không có thời gian chậm trễ nữa rồi. Hồng Mông tuyệt vọng nuốt thánh nhân đại đạo càng ngày càng nhiều. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, khỏi phải nói hắc ám cấm chủ, ngay cả Hồng Mông tuyệt vọng cũng có thể thôn phệ toàn bộ hỗn độn. Hàn Linh truyền âm nói, ánh mắt của nàng rơi vào trên Hồng Mông tuyệt vọng. So sánh với lúc mới bắt đầu quyết chiến, Hồng Mông tuyệt vọng đã cường đại hơn không chỉ gấp trăm lần. Tốc độ trở nên mạnh mẽ này thật sự là khoa trương. Cho dù là Hàn Linh có kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy chấn động. Đúng lúc này, hắc ám cấm chủ bỗng nhiên giơ tay lên. Hàn Linh không kịp đề phòng, lập tức bị hút lại gần. Hàn Hoang kinh sợ, lập tức tiến đến ngăn cản, kết quả bị lực lượng vô hình chấn vỡ thân thể. Hàn Tuyệt bóp lấy cổ của Hàn Linh, hài hước cười nói, lúc chiến đấu âm thầm bày mưu tính kế là không ngoan đâu, ngươi vẫn nên đi chết đi. Tay phải của hắn bóp lại, Hàn Linh lập tức hình thần câu diệt. Lần này Hàn Linh không thể phục sinh. Tất cả mọi người của ẩn môn một phương nhìn thấy một màn này lập tức đỏ bừng cả mắt. Hàn Linh chính là nhi nữ mà Hàn Tuyệt thương yêu nhất, cũng là tiểu sư muội của bọn họ, vậy mà lại bị giết chết như vậy. Từng tên đệ tử thân truyền giống giận phóng thẳng tới hắc ám cấm chủ. Các ngươi quá yếu, không xứng để ta giết, vẫn nên lưu lại làm thức ăn cho tiểu tử phía dưới đi. Hàn Tuyệt khinh miệt cười nói, sau đó lại đánh lui các đệ tử của ẩn môn lần nữa. Ở trước mặt Hàn Tuyệt còn lớn hơn cả hỗn độn, toàn bộ tồn tại ở hỗn độn đều lộ ra nhỏ bé. Hàn Hoang hoàn toàn điên cuồng, một lần tiếp một lần liều mạng xung phong liều chết, so với tất cả mọi người còn cuồng bạo hơn. Hồng Mông ma thần hoàn toàn trở nên điên loạn. Hàn Linh vẫn lạc làm những đại năng khác cũng nhận kích thích sâu sắc.
Dẫu sao Hàn Linh cũng đã từng là tồn tại vô địch trấn áp chúng sinh hỗn độn. Tất cả đám đại năng đều như mất đi lý trí, phát huy ra thực lực siêu việt trước kia. Liều mạng, đáng giận, cho dù chết cũng phải chết có cốt khí. Ta cũng không tin, kiên trì, nói không chừng còn có chuyển cơ. Còn có thể dựa vào ai? Thần uy thiên thánh đó, vị cường giả vô địch chân chính kia. Không biết là ai nhắc tới thần uy thiên thánh làm cho sĩ khí phóng đại. Phàm là thánh nhân đại đạo thế hệ trước đều được sự cường đại của hiểu thần uy thiên thánh, chưa từng thất bại. Tuy rằng Hắc Ám Cấm Chủ nhắc tới mấy vị sáng tạo đạo giả lúc trước rất tài giỏi, nhưng ở trong lòng đám đại năng, danh khí vẫn còn kém xa thần uy thiên thánh. Bọn họ đều là lần đầu tiên nghe thấy tên của sáng tạo đạo giả, ẩn môn một phương cũng là như thế. Sĩ khí đột nhiên tăng mạnh, thậm chí có người chuẩn bị sử dụng thỉnh thần thuật nhưng lại bị ngăn trở. Đừng, sư phụ muốn đến thì tất nhiên sẽ đến, không nên sớm quấy rầy kế hoạch của sư phụ. Ngươi thật sự cho rằng sư phụ không biết tình huống nơi này sao? Kỳ tiên thần trầm giọng nói. Lời của y làm cho các đệ tử khác cảm thấy có lý, vì vậy bọn họ không suy nghĩ thêm về việc sử dụng thỉnh thần thuật nữa. Thần uy thiên thánh, buồn cười, thật sự cho rằng thần uy thiên thánh sẽ cứu các ngươi sao? Chẳng qua hắn chỉ là loài bò sát trốn trong bóng tối khổ tu mà thôi. Đã như vậy, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem thần uy thiên thánh có dám tới đây hay không. Tiếng cười của Hàn Tuyệt tràn đầy vẻ khinh miệt. Thân ảnh hùng vĩ kia bắn ra vô số chùm sáng màu đen bay loạn khắp hỗn độn. Những chùm sáng màu đen này tràn đầy lực phá hoại. 3.000 đại đạo bị đánh nát, tuyệt đại bộ phận chùm sáng phóng về phía đám đại năng ở gần hồng. Mông tuyệt vọng. Trong chốc lát toàn bộ đại năng không thể động đậy, bao gồm cả Hàn Hoang đang điên cuồng. Không xong. Bọn họ ý thức được mình bị Hắc Ám Cấm Chủ định trụ. Nhìn thấy chùm sáng màu đen càng ngày càng gần, bọn họ cảm nhận được sát cơ trước đó chưa từng có. Loại sát cơ này mang đến sự sợ hãi siêu việt giới hạn mà bọn họ có thể chịu đựng. Hàn Hoang gắt gao nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt. Y không sợ chết, chỉ là trước khi chết không thể báo thù cho Hàn Linh làm cho y tràn đầy không cam lòng. Vẫn là do chưa đủ mạnh. Nếu như y nắm chắc thời gian cố gắng trở nên mạnh mẽ, có lẽ cũng sẽ không như vậy. Hàn Hoang nghĩ đến phụ thân của mình, trong lòng hối hận tột cùng. Tà Thiên Đế ngửa đầu, thở dài một tiếng. Ngay khi vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh vẫn lạc, lão biết rõ đã xong rồi. Lệ Diêu đồng dạng nhìn chằm chằm vào Hắc Ám Cấm Chủ, trong ánh mắt toát ra một tia tiếc hận. Nếu những năm này không đi ra ngoài mà không ngừng tu luyện, đợi cho đến hiện tại mới đi ra thì có lẽ nàng đã có thể biểu hiện tốt hơn. Khương Tuyệt Thế nắm chặt hai tay. Nếu không phải y lựa chọn trước khi diễn ra lượng kiếp đại đạo đọa vào luân hồi thì hiện tại cũng sẽ không yếu như vậy. Hàn Thanh Nhi đang ở bên cạnh Khương Tuyệt Thế lại tức giận bất bình, hung hăng mắng to. Ngay khi chúng sinh cũng đang không ngừng tuyệt vọng và hối hận, ánh sáng chói lóa lóe ra. Đỉnh đầu của bọn họ hiện ra một vùng màu vàng ngăn cách vô số chùm ánh sáng màu đen. Cái vùng màu vàng này tựa như phần ở dưới đáy của Ngọc Tỷ được khắc đầy các loại hoa văn, cao thâm huyền ảo. Dù cho chùm sáng màu đen oanh kích như thế nào đều không thể phá tan phòng ngự của ấn tỷ màu vàng này. Ngọc tỷ màu vàng bao phủ toàn bộ hỗn độn, hoàn toàn ngăn trở Hắc Ám Cấm Chủ công kích. Cùng lúc đó sát cơ khủng bố ràng buộc lấy đám đại năng không còn sót lại chút gì, thay vào. Đó chính là cảm giác ấm áp rất khó tả. Có một luồng lực lượng thần bí đang chữa thương cho bọn họ. Trung Nguyên Thiên Tỷ, Hàn Hoang nhìn qua kim quang trên đỉnh đầu, thì thào tự nói. Trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên. Không chỉ là y, các đệ tử của ẩn môn cũng mừng rỡ như điên. Lão nhân gia người cuối cùng cũng tới rồi. Hắc Ám Cấm Chủ, ngươi quá đáng rồi. Một thanh âm đạm mạc truyền đến. Toàn bộ đại năng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh lập lòe thần quang dậm chân tiến đến. Hắn thật giống như hy vọng trong lượng kiếp đại đạo này, chậm rãi bước đến để trục xuất Hắc Ám. Luồng lực lượng có khí thế tuyệt luân kia làm cho chúng sinh chấn động, lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đây là thần uy thiên thánh, công đức vô lượng thần uy thiên thánh. Hắc Ám Cấm Chủ nhìn thấy Hàn Tuyệt xuất hiện cũng không hoảng loạn, ngược lại hài hước nói, rốt cuộc ngươi không nhịn được mà ra khỏi đạo tràng rồi sao? Đáng tiếc ngươi đã tới chậm rồi, nếu liên thủ với mấy vị sáng tạo đạo giả kia có lẽ còn có một đường sinh cơ. Hàn Tuyệt bình tĩnh nói, từ xưa đến nay tà bất thắng chính, đạo của ngươi lây dính quá nhiều nghiệp lực, nhất định sẽ vong. Hắn giơ tay phải lên, Trung Nguyên Thiên Tỷ tan biến. Trong lòng bàn tay bắn ra một luồng thần quang,
bay lên như một cơn lốc đánh phá 3.000 đại đạo, hoàn toàn dung hợp trong quy tắc chí cao mới. 7 đại quy tắc chí cao đã hoàn toàn dung hợp, đã trở thành quy tắc mới. Hỗn độn chính là căn bản để sinh linh tồn tại, mưu toan xóa đi tạo hóa phải gánh vác tạo hóa cắn trả. Cảm thụ lực lượng của chúng sinh đi, thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng khắp toàn bộ hỗn độn. Vừa dứt lời, quy tắc chí cao hoàn toàn mới kia tan vỡ, hóa thành vô số hào quang rơi vãi về phía hỗn độn. Đám đại năng bị những hào quang này bao bọc căn bản không kịp tránh né. Ngay sau đó, bọn họ vui mừng phát hiện pháp lực của mình không ngờ đã tăng vọt. Đây là trật tự. Thánh mẫu nói giọng run run. Dù nàng là nhân chứng của lịch sử cũng không thể giải thích vì sao lại xuất hiện một màn này. Những thần quyền tướng kia trở nên càng cao lớn hơn. Bên trong chiến trường, toàn bộ tồn tại đều đang trở nên mạnh mẽ, ngoại trừ Hồng Mông Tuyệt Vọng và Hắc Ám Cấm Chủ. Đây là một thủ đoạn nhỏ của Hàn Tuyệt, tạm thời phân cho chúng sinh một tia lực lượng của chính mình, kiến tạo ra ý chí hỗn độn. Hắc Ám Cấm Chủ, đối mặt với lửa giận của chúng sinh đi, thanh âm của Hàn Tuyệt tràn đầy sát khí. Vừa dứt lời, Tam Đại Hồng Mông Ma Thần lập tức thẳng hướng Hắc Ám Cấm Chủ. Giờ khắc này, khí thế của bọn họ không ngờ đạt tới trình độ của sáng tạo đạo giả. Mặc dù vẫn chưa đạt tới cảnh giới đó, nhưng lực lượng Chúa Tể đã vượt qua lực lượng của sáng tạo đạo giả. Về lực lượng bọn họ đã không kém hơn sáng tạo đạo giả. Cuồng vọng, Hắc Ám Cấm Chủ giận dữ hét lớn. Hắn vung tay đập xuống, Hắc Ám vô tận hóa thành sóng biển bao phủ về phía Tam Đại Hồng Mông Ma Thần, kết quả bị Tam Đại Hồng Mông Ma Thần cường thế xé nát. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1124, lại thêm ta. Luồng lực lượng này, thật sự là mạnh mẽ, Hàn Hoang vui mừng nghĩ đến. Đây là một loại lực lượng mà y chưa bao giờ cảm nhận được, y cảm giác mình đã không gì không làm được. Thủy Nguyên Hồng Mông và Hoàng Tôn Thiên cũng mừng rỡ như điên. Hai người vô cùng say mê luồng lực lượng này, sáng tạo đạo giả sao. Bọn họ sớm muộn cũng sẽ đạt tới cảnh giới đó. Hắc Ám Cấm Chủ chính là bản thể của Hàn Tuyệt, thần uy thiên thánh ngược lại là phân thân. Hàn Tuyệt nhanh chóng trao đổi xong giữa bản tôn với phân thân. Với tốc độ như vậy, cho dù là đệ cửu hỗn độn tại thế cũng không phát hiện được. Nhìn thấy Tam Đại Hồng Mông Ma Thần đại phát thần uy, những đại năng khác nhao nhao ra tay. Bọn họ đồng dạng đã nhận được lực lượng của Hàn Tuyệt, mặc dù không bằng sáng tạo đạo giả nhưng cũng có uy lực của nửa bước sáng tạo. Từng tên đại năng giống như cá giếc sang sông phóng tới Hắc Ám Cấm Chủ. Hồng Mông Tuyệt Vọng há mồm, duỗi ra cái lưỡi dài muốn cuốn đi bộ phận đại năng nhưng lại bị bọn họ tránh thoát một cách nhẹ nhõm. Điều này khiến cho nó nóng nảy hô lên ô ô, thân thể cao lớn quấy đảo không gian xung quanh thành mảnh vỡ. Hắc Ám Cấm Chủ đối mặt với Tam Đại Hồng Mông Ma Thần tập kích vẫn không hoảng loạn mà nhẹ nhõm ứng đối. Mặc dù có thực lực của sáng tạo đạo giả nhưng muốn làm hắn bị thương vẫn là chuyện rất khó. Một đám con sâu cái kiến nhận được siêu nhiên thương xót, thật là chán sống. Hắc Ám Cấm Chủ hừ lạnh một tiếng. Hắc Ám lần nữa bộc phát, quét sạch tất cả từng tên đại năng xông tới, ba đại ma thần cũng là như thế. Tuy nhiên một giây sau, tất cả bọn họ lại đều phục sinh ở xung quanh Hàn Tuyệt. Bọn họ quay đầu nhìn lại, thần uy thiên thánh đã cao hơn hỗn độn. Một thân thần quang kia mang cho bọn hắn cảm giác vô cùng an toàn. Dường như bất kể bọn họ chém giết như thế nào cũng không cần lo lắng sẽ bị chết. Không hổ là thần uy thiên thánh, thật mạnh, có hy vọng. Ha 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 ha, được cứu rồi. Hắc Ám Cấm Chủ, chờ chết đi. Lời đồn thần uy thiên thánh mới là thiên kiêu đệ nhất hỗn độn, danh bất hư truyền. Năm đó trong thịnh hội hỗn độn lần thứ nhất, lúc ấy ta đã cùng với toàn bộ thiên kiêu liên thủ thách thức thần uy thiên thánh. Khi đó ta đã biết chênh lệch đến mức nào. Hàn Tuyệt dậm chân đi về phía trước, nói, các ngươi đi theo đằng sau ta. Đám đại năng vừa nghe thấy vậy thi nhau hạ xuống sau lưng Hàn Tuyệt, lập tức cùng nhau hắn tiếp cận Hắc Ám Cấm Chủ. Hàn Hoang ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt y phức tạp, thầm nghĩ, phụ thân, tại sao người không xuất hiện sớm hơn? Nếu như vậy, Hàn Linh đã chết, y cảm thấy chính mình không thể tránh khỏi trách nhiệm. Thân là ca ca lại không thể bảo hộ được muội muội của mình chính là tội tắc trách lớn nhất. Ha ha ha, đó là phụ thân của ta, phụ thân của ta. Hàn Thanh Nhi hưng phấn kêu lên, giới thiệu với các đại năng ở bên cạnh. Khương Tuyệt Thế lắc đầu bất đắc dĩ,
đám đại năng bắt đầu nhao nhao nịnh hót Hàn Thanh Nhi. Nếu như là trước kia, bọn họ có khả năng sẽ không quan tâm. Nhưng hiện tại, thần uy thiên thánh đến mang cho bọn họ sự hy vọng với vui mừng cực lớn, bọn họ đã bất chấp thân phận. Đến đây đi, thần uy thiên thánh, để cho ta nhìn xem lực lượng của ngươi. Nếu như ngươi không chịu nổi như đệ cửu hỗn độn, vậy thì quá không có ý nghĩa rồi. Hắc ám cấm chủ điên cuồng cười nói, sát cơ của hắn như cuồng phong quét sạch hỗn độn. Hàn Tuyệt bỏ qua sát cơ của hắc ám cấm chủ. Hắn tự mình đỡ sát cơ đi về phía trước, sóng gió cuồng bạo bị hắn đẩy ra, không gian hỗn độn không ngừng sụp đổ. Hoang Nhi, lên đi! Thanh âm của Hàn Tuyệt bỗng nhiên vang lên bên tai Hàn Hoang, làm cho Hàn Hoang kinh hãi ngẩng đầu nhìn lên. Hàn Tuyệt cao cao tại thượng nhìn thẳng về phía trước, không hề nhìn y. Nhưng Hàn Hoang xác định chính mình không hề nghe lầm, phụ thân đúng là vừa mới kêu y ra tay. Hàn Hoang hít sâu một hơi, lập tức thả người nhảy lên, từ trên đầu vai phụ thân bay qua. Hoang Nhi, hiện tại vi phụ truyền cho ngươi một thần thông. Thanh âm của Hàn Tuyệt lập tức vang lên, một luồng ký ức khổng lồ tràn vào trong đầu Hàn Hoang. Trong chốc lát, y trở nên hoảng hốt. Lần nữa mở mắt ra, hắc ám cấm chủ đã ở rất gần. Thì ra, tâm trạng của Hàn Hoang vô cùng phức tạp, rốt cuộc y hiểu rõ một chuyện. Luồng lực lượng thần bí trợ giúp y vô địch trước kia, thì ra lại là pháp lực của phụ thân. Thảo nào, Hàn Hoang cảm thấy vô cùng hổ thẹn, y tự nhận là dựa vào chính mình nhưng thực ra vẫn luôn dựa vào phụ thân, chuẩn bị chiến đấu. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên lần nữa, kéo suy nghĩ của Hàn Hoang trở về hiện thực. Hàn Hoang bỗng nhiên trừng to mắt, chỉ thấy bên cạnh y xuất hiện một bóng người, chính là Hàn Linh. Tứ muội, ngươi không chết sao? Hàn Hoang vui mừng hỏi, thanh âm của y run rẩy, y sợ mình chỉ đang nằm mơ. Hàn Linh cười nói, phụ thân đã hồi sinh ta. Ta sở dĩ không ra tay là bởi vì ta đã lưu một đám phân hồn của các ngươi cùng với những sư huynh đệ kia. Thanh âm của Hàn Tuyệt truyền vào trong tai hai huynh muội. Ầm. Trung Nguyên Thiên Tỷ bộc phát chặn ở phía trước, ngăn trở lực lượng hắc ám liên miên bất tận của hắc ám cấm chủ. Một cột sáng từ trên trời giáng xuống, một phân thành hai rơi vào trên người Hàn Hoang và Hàn Linh, khiến cho khí thế của bọn họ tăng vọt. Xem ra ý chí của hỗn độn đã lựa chọn các ngươi. Nếu đã như vậy thì các ngươi hãy đại biểu cho hỗn độn cùng ta chu diệt hắc ám cấm chủ đi. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang vọng hư không. Lần này, những đại năng khác cũng đều nghe được. Ánh mắt bọn họ nhìn Hàn Hoang và Hàn Linh trở nên khác biệt. Bọn họ cũng nhìn thấy cột sáng kia là từ quy tắc chí cao rơi xuống. Hàn Tuyệt nói không sai, đúng là ý chí của hỗn độn lựa chọn bọn họ. Các ngươi hãy thi triển ra thần thông cường đại nhất của mình, cùng nhau công kích về phía hắc ám cấm chủ đi. Thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên lần nữa, đám đại năng nhao nhao lấy lại tinh thần. Cách thân hình hùng vĩ kia của Hàn Tuyệt, bọn họ cùng nhau ra tay. Mấy ngàn luồng pháp lực cường đại tuyệt luân vượt qua Hàn Tuyệt thẳng hướng hắc ám cấm chủ. Hàn Hoang và Hàn Linh lập tức ra tay. Hàn Hoang thi triển thần thông rõ ràng là Trung Nguyên Thần Yên, Hàn Linh lại dung hợp ngàn vạn đế binh thành một đế binh mạnh nhất. Dưới sự trợ giúp của Hàn Tuyệt, pháp lực của mấy ngàn đại năng bám vào phía trên đế binh mạnh nhất này. Bảy đạo thần phạt quang nhận của Trung Nguyên Thần Yên lại lượn lờ quanh thân đế binh mạnh nhất, cùng nhau thẳng hướng hắc ám cấm chủ. Sức mạnh của cả hỗn độn, đó là một kích mạnh nhất. Đối mặt với sức mạnh như vậy, hắc ám cấm chủ đánh ra một chưởng. Hắc ám thôn phệ thời không, vô số oán ma gào thét tựa như bức tường màu đen còn khổng lồ hơn cả hỗn độn đánh tới. Ầm. Lực trùng kích khủng bố làm cho thân thể của đám đại năng nhận được lực lượng chúa tể đều run rẩy, một số gần như tan vỡ. Hỗn độn tức thì bị chấn vỡ thành mấy mảnh, ngay tiếp theo lĩnh vực không bạch cũng sinh ra khe hở, lôi điện thời không đan xen. Chỉ có chút năng lực ấy mà cũng muốn giết ta. Trò cười, thiên đại trò cười. Hắc ám cấm chủ càn rỡ cười to làm cho mấy ngàn đại năng thay đổi sắc mặt. Sức mạnh đến độ như vậy vẫn không thể chu diệt hắc ám cấm chủ sao? Bọn họ có thể cảm giác được một kích tụ hợp này vô cùng cường đại, dễ dàng phá vỡ được cả hỗn độn. Lực lượng của chúng sinh hỗn độn chưa đủ, nếu như thêm ta thì sao? Ngay khi đám đại năng đang hoảng loạn bất an, thanh âm của Hàn Tuyệt vang lên, lần nữa mang đến hy vọng cho bọn họ. Chỉ thấy thần uy thiên thánh to lớn hùng vĩ như hắc ám cấm chủ giơ tay phải lên, duỗi ngón trỏ ra. Cái đó là... Các đệ tử của ẩn môn kích động, nhất là các đệ tử cùng đi theo hắn từ diêu giới đã quá quen thuộc với một chiêu này rồi. Năm đó tà ma tàn phá bừa bãi nhân gian,
Hàn Tuyệt đã từng đứng khổ tu thành tiên sơn, xa cách nhân gian, một ngón tay chu diệt tà ma, cứu vớt muôn dân trăm họ trong nước sôi lửa bỏng. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ. Kiếm chỉ ẩn chứa lực lượng của sáng tạo chúa tể bắn ra, kiếm khí kia thuận theo phía trên đế binh mạnh nhất đang tàn phá bừa bãi phóng qua. Lấy khí thế cực kỳ bá đạo đánh nát bức tường màu đen lớn hơn cả hỗn độn. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1125, Thời đại vô tận, sáng tạo chỉ cao. Thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ cường thế đánh thủng lực lượng hắc ám. Hắc ám cấm chủ muốn ngăn cản nhưng hết thảy tầng tầng lực lượng hắc ám đều bị đánh thủng, cuối cùng thân thể của hắn cũng bị xuyên thủng ra một cái động lớn. Phía sau lĩnh vực không bạch bị xé mở ra một khe hở màu đen dài không thấy cuối cùng, chỉ là độ rộng cũng đủ để chứa được cả hỗn độn. Mấy ngàn đại năng thấy vậy tâm thần chấn động. Lần này so với bàn tay khổng lồ của Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn lúc trước còn chấn động hơn. Thần uy thiên thánh mạnh cỡ nào, chiến đấu còn chưa kết thúc. Hắc ám cấm chủ không dễ bị đánh tan như vậy. Hắn giận dữ hét lên, thần uy thiên thánh, vậy mà ngươi lại có lực lượng như thế. Nhưng muốn giết ta là chuyện không có khả năng. Sáng tạo đạo giả bất tử bất diệt. Hàn Tuyệt nói khẽ, không giết được, vậy thì vĩnh viễn trấn áp ngươi. Vừa dứt lời, phía trên hắc ám cấm chủ xuất hiện trung nguyên thiên tỷ bao la vô biên, lớn chừng vạn lần hỗn độn, mang theo thần uy diệt thế phủ xuống. Hắc ám cấm chủ muốn tránh né nhưng quanh thân lại xuất hiện sấm sét quỷ dị, giống như lao ngục cuốn lấy hắn, làm cho hắn không cách nào đào thoát. Trước thần sắc phấn khởi của mấy ngàn đại năng cùng với sự chờ mong của chúng sinh, trung nguyên thiên tỷ hạ xuống nghiền ép hắc ám cấm chủ thành cho tàn. Hồn phách của hắn ở bên trong trung nguyên thiên tỷ liều mạng vùng vẫy. Không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Tại sao ngươi có lực lượng như vậy? Ngươi đã mạnh như vậy, tại sao không tranh giành, tại sao lại khiêm tốn như thế? Hắc ám cấm chủ gào thét khàn cả giọng, giờ phút này lộ ra cùng đường mặt lộ. Thanh âm của Hàn Tuyệt lập tức vang lên, tu hành chi đạo vốn cũng không phải là tranh cường háo thắng, ta tranh giành chỉ là đạo của chính mình, không phải ngoại vật. Lời này làm cho các đại năng ở đây lưu lại ấn tượng khắc sâu. Dưới ánh mắt chăm chú của chúng sinh, hắc ám cấm chủ bị Trung Nguyên Thiên Tỷ phong ấn. Hàn Tuyệt cách không vừa thu lại, Trung Nguyên Thiên Tỷ tan biến, bốn mảnh ngọc bội hiện lên trong tay hắn. Hắn tùy ý ném một cái, bốn mảnh ngọc bội hóa thành bốn tôn sáng tạo đạo giả. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn, Vô Tướng Vô Hình Siêu Thoát Đại Thần Minh và Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần. Trước đó tuy bọn họ bị phong ấn nhưng không hề mất đi ý chí. Bọn họ không ngừng quan sát cuộc chiến, từ góc độ của hắc ám cấm chủ nhìn lại, hỗn độn nhỏ yếu như vậy, nhưng không ngờ theo Hàn Tuyệt ngang trời xuất thế, tất cả đều thay đổi. Cho dù là bốn vị sáng tạo đạo giả cũng lâm vào trong rung động, sau khi phục sinh vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Hàn Tuyệt nhìn xuống hỗn độn đã tan vỡ, nói, hỗn độn đã phá, trật tự cũ nên trở thành quá khứ. Đã như vậy, thời đại vô tận có thể mở ra. Hắn vung tay phải lên, không gian hỗn độn tan vỡ thành từng mảnh thiên địa tung bay ở bên trong lĩnh vực không bạch. Trong chốc lát, hình như có một luồng lực lượng lấy hỗn độn làm trung tâm quét ngang lĩnh vực không bạch, lan tràn đến vô cùng vô tận. Đám đại năng rõ ràng cảm giác được lĩnh vực không bạch đã thay đổi, không còn nặng nề giống như trước kia nữa. Bọn họ cảm thấy nhẹ nhõm như đang ở trong hỗn độn, linh khí vô tận tràn ngập trong lĩnh vực không bạch. Thời đại vô tận đã đến, kết thúc rồi sao? Đám đại năng đưa mắt nhìn nhau, có cảm giác không thể tin được. Những chúng sinh giải rác ở các phương thiên địa đều bắt đầu hoan hô, chư thiên cùng vui mừng, đa tạ thần uy thiên thánh tương trợ. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần Minh trước tiên hành lễ về phía Hàn Tuyệt, ba vị sáng tạo đạo giả khác lập tức hành lễ. Theo, mấy ngàn đại năng càng là quỳ bái Hàn Tuyệt, cuồng nhiệt nhìn về phía hắn. Nếu không phải có Hàn Tuyệt ra tay, lượng kiếp đại đạo sẽ kết thúc bằng việc hỗn độn bị hủy diệt, nên đón bọn họ cũng là tử vong. Hàn Tuyệt mở miệng nói, người mất cũng đã mất rồi, thời đại mới cần trật tự mới. Siêu thoát, từ giờ trở đi ngươi tới chấp trưởng thời đại vô tận mở màn. Ba vị sáng tạo đạo giả khác phụ tá y, phân chia tạo hóa của lượng kiếp đại đạo lần này về phần Hồng Mông Tuyệt Vọng. Nó giết chóc quá nhiều, cùng với hắc ám cấm chủ bị phong ấn ở bên ngoài trật tự, vĩnh viễn không có ngày siêu thoát. Vừa dứt lời,
Hồng Mông tuyệt vọng phát ra thanh âm gào thét thê lương thảm thiết. Dưới cái nhìn chăm chú của chúng sinh, nó lập tức hóa thành tro bụi. Hàn Hoang nhíu mày, quay đầu đi không đành lòng. Hàn Linh chú ý tới thần thái của nhị ca mình, trong lòng như có suy đoán, trong ánh mắt toát ra vẻ tiếc hận. Đến lúc này, lượng kiếp đại đạo kết thúc. Hàn Tuyệt nói xong lời này, thân hình lập lòe thần quang dần dần mờ đi cho đến khi tan biến. Hỗn độn vô thức, Thích Thiên Vô Lượng Đại Diệt Tôn và Âm Dương Vô Cấu Tịch Diệt Thần đều hâm mộ nhìn vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Trong lòng vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh tràn đầy may mắn. Y cũng tràn đầy cảm kích đối với Hàn Tuyệt. Y đặt cược đúng rồi, Hàn Tuyệt chính là người trọng tình trọng nghĩa như vậy. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bắt đầu thụ pháp, ngưng tụ ra tạo hóa của lượng kiếp đại đạo, chuẩn bị phân phát ban thưởng. Cái gọi là tạo hóa thật ra chính là lực lượng của bản thân hỗn độn. Hỗn độn đã không tồn tại, vì vậy lực lượng sắp bị bọn họ phân chia. Đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt trở về, lập tức bị đám nữ nhân của mình vây quanh. Phu quân, ngươi thật sự là lợi hại. Hắc ám cấm chủ kia còn kém xa ngươi nha. Sáng tạo đạo giả cũng phân chia cảnh giới sao? Ngươi có thể phục sinh những sinh linh đã chết kia không? Ta biết ngay ngươi có thể nhẹ nhõm tru sát hắc ám cấm chủ mà. Thế nhưng ngươi nhất thiết đừng cho hắn phục sinh, sau này có biện pháp vẫn nên tru diệt hắn hoàn toàn để vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Chúng nữ cũng rất kích động, kể cả là Hình Hồng Tuyền trước đó đã biết được Hàn Tuyệt vô địch cũng rất hưng phấn. Sau khi chứng kiến sự cường đại của hắc ám cấm chủ, mới có thể chân chính cảm nhận được sự cường đại của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhìn như lợi dụng chúng sinh hỗn độn tương trợ, thế nhưng lực lượng mà hắn xuất thủ rõ ràng cường đại hơn lực lượng của chúng sinh không chỉ gấp rất nhiều lần mà căn bản không thể đánh đồng. Hàn Tuyệt cười nói, được rồi, đại kiếp nạn kết thúc rồi. Tiếp đến thời đại vô tận chính là một thời đại hoàn toàn mới, tất cả đều là không biết. Nếu các ngươi cao hứng như vậy cũng có thể ra ngoài đi dạo. Dứt lời, hắn đi vào bên trong đạo quán. Các nàng ăn nhịp với nhau, dưới sự dẫn dắt của Hình Hồng Tuyền cùng nhau rời khỏi đạo tràng, trước tiên đi thăm đám người Hàn Hoang. Thiện Ác và Thập Thần Tinh cũng bị phân thân của Hàn Tuyệt cho phép ra ngoài, khiến cho bọn họ gieo hò hoan hô. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngồi trên đài sen mở ra lòng bàn tay phải, trong tay hắn hiện ra hai sợi khí tức, một tối đen và một tím. Màu đen chính là tàn hồn của đệ cửu hỗn độn, màu tím chính là Hồng Mông tuyệt vọng. Đối với đệ cửu hỗn độn, thật ra Hàn Tuyệt không hề hận gã. Cường giả tuyệt đỉnh mà cứ chết đi như vậy thì thật sự là đáng tiếc. Cho nên hắn lựa chọn sẽ ném đệ cửu hỗn độn vào Trung Nguyên Thiên Lao. Lấy tu vi của đệ cửu hỗn độn, muốn nô dịch thành công thì đoán chừng phải đợi hơn 10 ức năm. Về phần Hồng Mông tuyệt vọng, vì để cho y có thể sống tốt hơn, Hàn Tuyệt quyết định để cho y chuyển thế, thuận tiện ở trong luân hồi mở ra linh trí. Hàn Tuyệt nhẹ nhàng thổi một hơi, tử khí trong lòng bàn tay lập tức tản đi. Hắn nhìn về phía lĩnh vực không bạch. Tuy rằng trước mắt thiên địa trong lĩnh vực không bạch chỉ còn sót lại thiên địa của hỗn độn, nhưng hắn đã nhìn thấy một cái thời đại lịch sử rộng lớn như nước lũ đang vọt tới, thế không thể đỡ. Lượng kiếp đại đạo của hỗn độn đã kết thúc. Vạn ác chi chủ, hắc ám cấm chủ cùng với tà ma Hồng Mông tuyệt vọng dưới trướng hắn làm cho hỗn độn tan vỡ. Mà sau khi bị công đức vô lượng thần uy thiên thánh phong ấn, từ nay trở đi là thời đại vô tận. Đoạn quá khứ đã qua này sẽ vĩnh viễn được khắc vào trong dòng sông lịch sử, chúng sinh đời đời lưu truyền. Sáng tạo đạo giả trở thành tu hành chi đạo, mục tiêu cao nhất cho toàn bộ người tu hành truy đuổi. Thần uy thiên thánh lại trở thành sáng tạo giả đứng đầu, tồn tại chí cao được chư thần tín ngưỡng. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1126, ông cháu. 100 triệu năm sau, lĩnh vực không bạch trở nên náo nhiệt, rực rỡ nhiều màu chứ không còn trắng xám giống như trước kia nữa. Vô số thiên địa nằm rải rác khắp nơi. Lên tới đại đạo chí thượng, xuống dưới đại la kim tiên đều đang khai thiên tích địa, tăng thêm một phần sinh khí cho thời đại vô tận. Trong một đại thế giới, một phương tiểu thiên địa tầm thường trong số hàng tỷ thiên địa nhỏ bé. Phía dưới trời xanh, núi xanh liên miên chập trùng. Hàn Tuyệt đả tọa ở bên bờ vực giữa sườn núi, phía trước tràn ngập sương mù dày đặc, ở đối diện núi cao trùng điệp như ẩn như hiện. Chí bảo trên người hắn đã rút đi thần quang, một bộ áo bào trắng theo gió bay phấp phới, đầu đầy tóc bạc xõa ra tung bay.
Mặt mũi của hắn vẫn trẻ tuổi tuấn mỹ như trước, phối hợp với tóc trắng có thể nói là tóc bạc mặt hồng, tiên phong đạo cốt. Muốn siêu việt sáng tạo chúa tể cũng không biết phải mất bao lâu, cũng may hàng ngày hắn tu hành thì tuổi thọ bản nguyên vẫn luôn tăng trưởng. Hàn Tuyệt mở mắt nhìn qua sương mù dày đặc che kín bầu trời ở phía trước, lặng lẽ suy nghĩ. Sau khi thời đại vô tận mở ra đã xuất hiện rất nhiều biến hóa, chúng sinh thấy chỉ là thế giới vô biên vô hạn chân chính, mà hắn thấy là quy tắc cơ bản của lĩnh vực không bạch biến hóa. Chúng sinh trải rộng khắp lĩnh vực không bạch, vô số tạo hóa nhỏ bé tản ra dẫn đến quy tắc cơ bản sinh ra một chút tạo hóa mới, có chút tạo hóa Hàn Tuyệt tạm thời cũng xem không hiểu. Có lẽ đây là một loại năng lực tự mình phòng ngự của lĩnh vực không bạch. Tựa như Hồng Mông Ma Thần và Đệ Cửu Hỗn Độn lúc trước, nó sẽ trong vô thức tạo ra phiền phức cho người vô địch, dùng điều này thúc đẩy bản thân phát triển. Hiện tại Hàn Tuyệt chỉ là có thể thao túng quy tắc cơ bản, còn không cách nào chân chính chi phối quy tắc cơ bản. Chân chính chi phối là có thể tùy ý sáng tạo và hủy diệt quy tắc cơ bản. Có lẽ tương lai sẽ xuất hiện vị sáng tạo chúa tể thứ hai. Điều Hàn Tuyệt cần làm chính là bảo trì tâm ý tu hành, làm cho mình không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vĩnh viễn không bao giờ có thể dừng lại chứ không phải là ngăn chặn con đường của hậu nhân để củng cố địa vị của mình. Kinh nghiệm thất bại của hai vị người vô địch trước đó đã chứng minh con đường này là không thể thực hiện được. Đương nhiên, thỉnh thoảng dành thời gian buông lỏng cũng không phải là không được. Giống như hiện tại, ha ha ha, ta biết ngự kiếm rồi. Một tiếng cười to hơi có vẻ non nớt truyền đến. Chỉ thấy một tên thiếu niên đạp trên mỏ thanh mộc kiếm từ trong sương mù dày đặc bay ra. Y mặc quần áo do da thú màu nâu chế thành, khuôn mặt hơi có vẻ ngăm đen, thoạt nhìn chỉ có 14-15 tuổi, ngũ quan ngược lại là mày kiếm mắt sáng. Thiếu niên đứng trên mộc kiếm lung la lung lay, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể té xuống. Hàn Tuyệt nhìn y mỉm cười. Vạn thế trôi qua rồi mà tính cách mỗi đời của tiểu tử này đều như vậy, ngược lại cũng thú vị. Xem ra cho dù là thời không luân hồi của Phù Tăng Thụ cũng không thể mài mòn đi bản tính của y, bản tính của Hồng Mông Ma Thần vẫn là rất đặc biệt. Hàn Tuyệt nhìn sang thiếu niên, lặng lẽ suy nghĩ. Thiếu niên kiếp này tên là Sở Tiểu Thất, sống ở một nhà phàm trần bình thường, bởi vì trong nhà đứng thứ bảy, lại là nhỏ nhất cho nên được phụ mẫu ban tên cho là Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất từ nhỏ đã hướng đến tu tiên, vì vậy vào năm 13 tuổi đã trốn khỏi nhà lưu lạc chân trời xa xăm. Kết quả dĩ nhiên rất thê thảm. Đầu tiên là bị sơn tặc cướp đi hành lý, về sau lại suýt chút nữa chết trong miệng dã thú. Long đong lận đận, phóng túng một năm, trong lúc đang bị con tinh quái nào đó truy sát đột nhiên ngã xuống vách núi, tiếp đó gặp được vị tiên nhân Hàn Tuyệt này. Hai người đã ở chung nửa năm, Hàn Tuyệt truyền thụ cho Sở Tiểu Thất phương pháp tu luyện căn bản cùng với ngự kiếm thuật. Mất một tháng Sở Tiểu Thất mới miễn cưỡng học được, tư chất bình thường, thân hồn của y vẫn còn trong trạng thái phong ấn cho nên tư chất hoàn toàn dựa vào thân thế lúc chuyển thế. Trong vạn thế trước đó, Sở Tiểu Thất phần lớn đều là phàm linh bình thường cả một đời. Y cũng đã từng tu luyện, thành tựu cao nhất là chuẩn thánh, vừa bước vào chuẩn thánh đã bị kẻ thù vây giết. Chuyện này ở đại thế giới đó đến bây giờ vẫn được hậu nhân thường xuyên kể lại. Đương nhiên, đó không phải là chuyện hay ho gì mà là trò cười thiên cổ. Tính cách của Sở Tiểu Thất cực kỳ không đứng đắn, phần lớn thời điểm rất hoạt bát nhưng thỉnh thoảng cũng rất âm trầm, ngược lại là hoàn toàn khác biệt với Hồng Mông Tuyệt Vọng. Đã bay suốt thời gian một nén nhang, linh lực còn sót lại của Sở Tiểu Thất cũng hết sạch. Y rơi xuống bên cạnh Hàn Tuyệt, nằm dạp trên mặt đất, há mồm thở dốc, mồ hôi rơi như mưa. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười. Rõ ràng có thể nằm thẳng xuống vậy mà y lại quỳ, hai tay chống xuống đất lại còn lè lưỡi giống như một con chó. Tuy nhiên, tư thế này ngược lại có vài phần rất giống với Hồng Mông Tuyệt Vọng. Những lần luân hồi trước đó Hàn Tuyệt không hề xuất hiện trong cuộc đời của Sở Tiểu Thất, kiếp này là lần đầu tiên. Tiên nhân, ngự kiếm thuật của ngài có thể chống đỡ được bao lâu? Khẳng định là rất lâu, ngươi có phải là tu sĩ Kim Đan hay không hả? Trong truyền thuyết, tu sĩ Kim Đan có thể phi hành. Ngươi đã ở lại nơi đây bao lâu rồi? À, ta thật đói quá. Tiên nhân có thể biến một con gà nướng cho ta hay không? Ta quá mệt mỏi không muốn tự mình đi săn, ta cũng không muốn ích cốc. Sở Tiểu Thất líu díu nói không ngừng. Rõ ràng là y rất mệt nhưng lại không chịu câm miệng lại. Hàn Tuyệt cười không nói gì. Hắn vung tay phải lên, một con gà nướng hương thơm ngào ngạt xuất hiện ở trước mặt Sở Tiểu Thất. Hai mắt của Sở Tiểu Thất sáng lên,
lập tức sinh khí dồi dào bắt đầu dùng tay xé gà nướng. Hàn Tuyệt vốn muốn cự tuyệt, định để cho Sở Tiểu Thất tự lực gánh sinh nhưng trong lòng lại mềm nhũn, nhắc tới cũng kỳ quái. Con cái của hắn chịu khổ thì hắn đều không buồn để ý, vậy mà lại cực kỳ cưng chiều đối với đứa cháu chuyển thế này. Hồng Mông tuyệt vọng quả thật rất khổ. Tuy rằng y đã từng làm rất nhiều việc tạo nghiệt nên chết đi, nhưng từ khi ra đời y đã không được người dạy dỗ, thậm chí trước khi chết y còn rất thắc mắc tại sao phụ thân không giúp ta. Linh trí của Hồng Mông tuyệt vọng không cao, không biết cách giao lưu, nhưng trong lòng y hằn hoang chính là phụ thân của mình. Sau khi Sở Tiểu Thất ăn no thì nằm trên mặt đất, duỗi ra cái lưng mệt mỏi, sau đó tiếp tục líu díu. Nói chuyện một hồi y liền ngủ mất. Hàn Tuyệt phất tay, một chiếc áo trắng choàng lên trên người Sở Tiểu Thất. Hắn lần nữa nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. 2 năm sau, Sở Tiểu Thất thành công trúc cơ, thể cốt cũng cường tráng hơn không ít. Y đang ngự kiếm phi hành giữa sơn giã, hai tay không ngừng thi pháp truy sát một con chim yêu ở phía trước. Con chim yêu kia tựa như một con chim bằng vàng, lông vũ lập lòe kim quang, cánh mở ra dài chừng 3 trượng. Pháp thuật của Sở Tiểu Thất không ngừng rơi vào trên người chim yêu, đánh cho lông vũ của chim yêu bay tán loạn, máu tươi chảy ròng. Cuối cùng chim yêu bị cắt đứt cánh, kêu lên một tiếng rơi vào giữa vách núi. Sở Tiểu Thất lấy ra một sợi dây thừng. Sợi dây thừng này là một loại pháp khí có thể tùy tâm duỗi dài ra. Y buộc con chim yêu thành một chùm, tiếp đó cầm theo nó rơi xuống trước mặt Hàn Tuyệt. Ha ha, ra ra, thấy ta lợi hại chưa? Sở Tiểu Thất đắc ý cười nói, hai tay chống nạnh trông cực kỳ gợi đòn. Sở dĩ gọi ra ra là theo ý của Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt không muốn có danh phận sư đồ với y, hắn lại không thể để y cứ gọi mình là tiên nhân mãi được. Cũng tạm được. Hàn Tuyệt không mở mắt nói. Sở Tiểu Thất bĩu môi, tiếp đó bắt đầu chỉnh đốn chim yêu. Sau một phen vật lộn, chim yêu vì sống sót nên đã nhận Sở Tiểu Thất làm chủ, bị Sở Tiểu Thất ban tên cho là Sở Tiểu Điểu. Lúc nghe cái tên này, khuôn mặt của Hàn Tuyệt nhăn một cái. Màn đêm buông xuống, Sở Tiểu Thất ngồi bên cạnh Hàn Tuyệt, muốn nói lại thôi. Hàn Tuyệt mở to mắt nhìn bầu trời đêm, một ngôi sao băng bay qua khiến cho trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Tại sao hắn lại tới cái phàm trần này? Ra ra, ta muốn về thăm nhà một chút có được không? Sở Tiểu Thất không nhịn được hỏi, thanh âm rất nhỏ. Vị tiên nhân này dạy y lâu như vậy nhưng không hề yêu cầu y phải báo đáp bất kỳ điều gì, cho nên y cảm thấy chính mình cứ rời đi như vậy thì thực sự có lỗi với tiên nhân. Nhỡ đâu vị tiên nhân này không đồng ý, thì y nên làm cái gì bây giờ? Ừ, đương nhiên có thể. Câu trả lời của Hàn Tuyệt để cho Sở Tiểu Thất sửng sốt. Trong đầu y đã nghĩ đến rất nhiều câu trả lời khác nhau nhưng không ngờ đối phương lại dễ dàng đồng ý như vậy. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1127, Tiên phàm khác biệt. Ngài đồng ý rồi à? Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ trở về hiếu kính ngài. Sở Tiểu Thất hết sức kích động, không ngờ lại nói cả kính ngữ với hắn. Trước kia khi đối mặt với Hàn Tuyệt thì y vẫn luôn không chút tâm cơ, lúc nào cũng tùy tiện không biết lớn nhỏ. Hàn Tuyệt cười gật đầu, Sở Tiểu Thất quyết định sau khi trời sáng sẽ trở về. Một đêm này y luôn ở trong trạng thái hưng phấn. Y vô cùng chờ mong được về nhà, y muốn chứng minh cho người nhà biết rằng lựa chọn của mình không sai, y không phải là kẻ si tâm vọng tưởng, cũng không phải bị ma quỷ ám ảnh. Một đêm này, Sở Tiểu Thất trằn trọc đến khi trời sắp hừng đông mới ngủ được, y ngủ một mạch đến giữa trưa mới tỉnh lại. Trước khi đi, Sở Tiểu Thất dập đầu trước Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt nhắm mắt tu luyện, không để ý đến y. Chẳng biết tại sao, trong lòng Sở Tiểu Thất cảm thấy ngậm ngùi. Vị gia gia trước mắt này tuyệt đối là người đối xử với y tốt nhất, thậm chí so với cha mẹ của y thì đối xử với y còn tốt hơn. Trong nhà y có quá nhiều huynh đệ tỉ muội. Phụ mẫu vội vàng lo lắng mưu sinh, vì vậy cũng không dành nhiều tình cảm yêu thương cho y. Thậm chí còn có ca ca ức hiếp y. Sở Tiểu Thất đi đến bên vách núi chuẩn bị ngự kiếm rời đi, y không nhịn được quay đầu nói, ra ra, ngài có muốn đi cùng ta không? Trong lòng của y tràn đầy chờ mong, nhưng cũng tự biết đó là chuyện không thể nào. Tiên nhân sao có thể dễ dàng chuyển chỗ như vậy? Được, Hàn Tuyệt trả lời, sau đó đứng dậy. Sở Tiểu Thất trừng to mắt, không thể tin được những gì mình nghe thấy. Thật sao?
Thật, không phải ngài muốn tu luyện sao? Trời đất bao la, ở nơi nào cũng đều có thể tu luyện. Vậy thì tốt quá rồi. Sở Tiểu Thất cực kỳ kích động, y cũng muốn giới thiệu Hàn Tuyệt cho người nhà của mình. Hàn Tuyệt để cho Sở Tiểu Thất ngự kiếm phi hành, hắn lại đáp mây bay về phía trước. Hắn đả tọa ở mây trên, lại tiếp tục tu luyện. Trời đất ơi, ra ra, tại sao ngài lại không dạy cho ta chiêu này vậy? Sở Tiểu Thất lần nữa trừng to mắt, lớn tiếng kêu lên. Tiểu tử này lúc nào cũng thích trừng mắt, làm cho Hàn Tuyệt cảm thấy rất giống với những nhân vật nam chính nhiệt huyết trong anime ở kiếp trước của mình. Tuy rằng chứng được sáng tạo chúa tể nhưng Hàn Tuyệt vẫn cảm thấy thực chất bên trong chính mình còn tồn tại nhân tính, chủng tộc khác biệt cùng với trải nghiệm khác nhau sẽ sinh ra người vô địch có chút khác biệt. Tuổi tác càng cao hắn lại cảm thấy hơi hoài niệm thời điểm khi mình còn nhỏ yếu, cũng chỉ có con người mới như thế thôi, chủng tộc khác thường sẽ không như vậy. Bản chất của con người vẫn là trọng tình, vô luận là tình cảm trên phương diện nào. Đối với chuyện này, Hàn Tuyệt cũng không muốn hoàn toàn làm rõ ràng. Hắn chính là hắn muốn làm chính mình chứ không phải là bắt chước như những tồn tại khác. Trên đường đi, Sở Tiểu Thất lần nữa hóa thân thành một tên lắm mồm. Ra ra, ngài có người nhà không? Ó, bọn họ đang ở nơi nào? Bọn họ cách rất xa chỗ này, xa đến mức có lẽ cả đời này ngươi cũng không đến được. À chuyện này, thật có lỗi. Ha ha. Sở Tiểu Thất cho rằng toàn bộ người nhà của Hàn Tuyệt đều đã chết hết, tự biết là mình lỡ lời vì vậy vội vàng nói sang chuyện khác. Y bắt đầu giới thiệu tình hình trong nhà mình. Thật ra y không hề ưa thích cái nhà kia, chỉ là muốn trở về để chứng minh chính mình mà thôi. Sở Tiểu Thất nói không ngừng, Hàn Tuyệt lặng lẽ nghe. Hai người cùng nhau bay về phía chân trời, phía dưới bầu trời quanh quẩn tiếng cười to đầy sảng khoái của Sở Tiểu Thất. Trong một tòa cung điện rộng lớn, từng thân ảnh tụ tập ở nơi này. Người có tu vi yếu nhất cũng là chuẩn thánh, đứng phía trước nhất chính là ba vị hỗn nguyên thánh nhân. Ánh mắt của bọn họ tràn đầy vẻ kính sợ, toàn bộ đều nhìn về cùng một phương hướng. Phía trước bọn họ có một thân ảnh đang ngồi trên vị trí chủ tọa, rõ ràng là Hoàng Tôn Thiên. Sau khi đại đạo lượng kiếp kết thúc, Hoàng Tôn Thiên thu được đại tạo hóa. Danh tiếng của Hồng Mông Ma Thần uy chấn thời đại vô tận, ở phía dưới sáng tạo đạo giả thì tu vi của y xem như đã là cực hạn. Lần này y đến đây, sinh linh ở đây đều không biết được thân phận của y. Địa vị chênh lệch quá xa vì vậy bọn họ không có tư cách biết được. Nhưng do Hoàng Tôn Thiên quá mạnh mẽ, chỉ riêng cảm giác áp bách đó cũng đủ để khiến cho thánh nhân mất đi ý chí chống cự. Chủ nhân của đại thế giới là một gã đạo nhân áo bào xám. Y nhíu mày hỏi, tiền bối, có thứ gì mà ngài muốn tìm kiếm không? Hoàng Tôn Thiên mở to mắt. Trong chốc lát, tất cả mọi người trong điện cúi đầu không dám đối mặt với y. Tạm thời không có, nhưng có lẽ tương lai sẽ xuất hiện. Các ngươi lưu ý giúp ta một chút, cuối cùng có một ngày sẽ xuất hiện một vị có thiên tư tuyệt luân. Y thích giết chóc, sẽ mang đến kiếp nạn cho muôn dân trăm họ chứ không chỉ riêng đại thế giới này của các ngươi. Nếu như thật sự xuất hiện ngày đó, các ngươi có thể dùng tấm lệnh bài này để liên hệ với ta. Vừa dứt lời Hoàng Tôn Thiên tan biến, trên bảo tọa lơ lửng một tấm lệnh bài màu đen, phía trên có khắc một thân ảnh quỷ dị. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Hoàng Tôn Thiên cứ như vậy rời đi thật ra lại để cho bọn họ thở dài một hơi. Tuy nhiên những gì y nói lại làm cho trong lòng mọi người bịt kín, một tầng bóng mờ. Đại thế giới này sẽ nghênh đón hạo kiếp sao? Bọn họ không suy tính được, nhưng không dám bỏ qua những gì Hoàng Tôn Thiên đã nói. Nhà của Sở Tiểu Thất ở trong một hương trấn, một tòa thành trì gần nhất cũng cách đó ngoài trăm dặm. Bách tính của hương trấn này phần lớn đi săn và đánh cá để kiếm sống. Sau khi vào trong trấn, Hàn Tuyệt lập tức về nhà của Sở Tiểu Thất. Phụ mẫu của Sở Tiểu Thất đã 50 tuổi, lưng của phụ thân y còng xuống và tay chống quải trượng, thoạt nhìn so với tuổi thật còn lớn hơn 10 tuổi. Nhìn thấy Sở Tiểu Thất, phụ mẫu của y rất kích động. Mẫu thân y thậm chí còn vui đến phát khóc. Nhưng chưa tới thời gian 10 hơi thở, phụ thân y không ngờ lại bắt đầu đuổi đánh Sở Tiểu Thất. Hai tỷ tỷ trong nhà cũng đi ra, cả hai đều rất vui mừng khi thấy Sở Tiểu Thất về nhà, về phần ba vị ca ca kia vẫn còn trong núi rừng đi săn. Sau một phen đùa giỡn, Sở Tiểu Thất giới thiệu cho mọi người trong nhà về Hàn Tuyệt, lúc trước bọn họ cũng rất để ý đến Hàn Tuyệt. Tóc Hàn Tuyệt đã trắng hết nhưng khuôn mặt lại cực kỳ trẻ tuổi. Bọn họ chưa bao giờ được nhìn thấy nam tử nào anh tuấn như thế. Hai tỷ tỷ của Sở Tiểu Thất càng thẹn thùng đến mức đỏ cả mặt, không dám trực tiếp nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt.
đa tạ tiên nhân cứu giúp. Phụ thân của Sở Tiểu Thất, Sở Đại Trụ run giọng nói. Lão không tin Hàn Tuyệt là tiên nhân, nhưng dù sao Hàn Tuyệt cũng cứu được nhi tử của mình. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên thả người nhảy lên, dưới chân xuất hiện một thanh kiếm gỗ. Y bắt đầu lượn quanh ở trên không của đình viện, ngao o o o o o kêu to, hấp dẫn hàng xóm chú ý. Đám người Sở Đại Trụ nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin được. Hàng xóm của bọn họ sau khi nhìn thấy càng liên tục trầm trồ kinh ngạc. Hàn Tuyệt mỉm cười nhìn Sở Tiểu Thất, thiếu niên khí phách phải làm như thế. Thật không giống ta, ngược lại nó rất giống với lão, cha hoàng hoang của y. Rất nhanh, ngay cả trấn trưởng cũng biết được chuyện này. Tin tức Sở Tiểu Thất trở thành tu tiên giả được lan truyền rất nhanh. Ngay tiếp theo Hàn Tuyệt cũng nhận được sự săn đón của mọi người. Đối diện với mấy phàm nhân này nhiệt tình tiếp cận, Hàn Tuyệt ngược lại không tức giận chút nào. Cũng may Sở Tiểu Thất cũng không phải người ngu, kịp thời để cho mẫu thân sắp xếp cho Hàn Tuyệt đến một gian phòng ốc tu luyện, rời xa phiền phức. Hàn Tuyệt trốn trong phòng bắt đầu tu luyện. Chập tối, ba vị ca ca của Sở Tiểu Thất trở về. Biết được chuyện Sở Tiểu Thất tìm tiên thành công, bọn họ đều rất giật mình. Đêm hôm đó, bọn họ đã quỳ gối trước gian phòng của Hàn Tuyệt, muốn bái sư nhưng bị Hàn Tuyệt cự tuyệt. Những ngày tiếp theo, Sở Tiểu Thất đi khắp nơi rêu rao về pháp thuật của mình làm cho cả hương trấn tưng bừng náo nhiệt, thậm chí còn kinh động đến thành trì gần đó, thành chủ tự mình đến tiếp kiến tiên nhân. Hàn Tuyệt không hề ra mặt, Sở Tiểu Thất không ngờ tự mình ứng phó được rất tốt, thành chủ thậm chí còn muốn gả con gái của mình cho Sở Tiểu Thất. Tiết tấu nhanh như vậy làm cho Sở Tiểu Thất ý thức được lực ảnh hưởng của tu tiên đối với phàm nhân. Lại là một đêm khác, Sở Tiểu Thất tới bái phòng Hàn Tuyệt, điên cuồng đậu đen rau muống. Vị nhi nữ của thành chủ kia có khuôn mặt giống như heo vậy mà cũng muốn dính vào ta, tức chết ta rồi. Còn không dễ nhìn bằng tiểu hoa trên trấn kia, dáng người của tiểu hoa kia, chậc chậc. Sở Tiểu Thất nói một hồi, trên mặt lộ ra nụ cười hèn mọn bỉ ổi. Các bạn đang nghe chuyện đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1128, con đường tu tiên của phàm nhân. Đối mặt với nụ cười vô sỉ của Sở Tiểu Thất, Hàn Tuyệt mở miệng hỏi, vậy ngươi nguyện ý lấy tiểu hoa không? Thiếu niên cũng không khác gì với thiếu nữ, ai cũng có, lúc hoài xuân, điều đó cũng là chuyện bình thường. Sở Tiểu Thất gãi gãi đầu, nói nếu cưới vợ thì còn tu tiên như thế nào được nữa. Sau này chẳng phải là ta còn phải lôi kéo nàng cùng nhau tu luyện, nếu tư chất của nàng không được, nói không chừng còn có thể kéo chân ta, khiến cho ta phân tâm. Như vậy không tốt chút nào, không lấy vợ là tốt nhất. Trên đời này còn nhiều mỹ nhân mà. Hàn Tuyệt cười ha ha nói, ngươi chỉ vui thích vẻ xinh đẹp của người ta thôi hả? Nói đùa, ta cũng không chung sống với các nàng, chẳng lẽ còn có thể động chân tình được à? Trên đời này nào có chuyện vừa thấy đã yêu, ngươi vui vẻ là được rồi. Ra ra, năm đó ngài cưới thê tử như thế nào? Sở Tiểu Thất ngồi bên cạnh Hàn Tuyệt, tò mò hỏi. Hàn Tuyệt cười nói, năm đó ta là nô bộc trong dược viên ở ngoại môn của một môn phái tu tiên, trùng hợp gặp phải một nữ tu. Hắn kể lại cho y nghe chuyện xưa giữa mình với Hình Hồng Tuyền. Hình Hồng Tuyền đảm nhận chức trách nằm vùng, sau đó lại tình cờ gặp Hàn Tuyệt. Nàng vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt đã yêu, sau đó cứ quấn chặt lấy hắn. Trong quá trình Hàn Tuyệt tu hành, nàng nhiều lần đưa bảo vật cho hắn. Chuyện xưa như vậy làm cho Sở Tiểu Thất cảm thấy rất hứng thú. Chỉ nghe nói chuyện nam truy đuổi nữ, chứ nữ truy đuổi nam ngược lại là ít thấy. Y không thể không quay sang nhìn Hàn Tuyệt. Dung mạo như vậy quả thật rất được nữ hài tử ưa thích, ngay cả hai tỷ tỷ của y cũng lén lút hỏi thăm y về chuyện của Hàn Tuyệt. Sở Tiểu Thất bỗng nhiên vỗ tay, vội vàng hấp tấp nói, ta quyết định rồi, sau này ta không thể tùy tiện cưới thê tử. Ta muốn để cho các mỹ nhân theo đuổi ta, ai có thành ý nhất thì ta sẽ lấy người đó. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười nhưng cũng không đả kích Sở Tiểu Thất. Tương lai ai biết trước được. Hàn Tuyệt có thể đoán trước tương lai, nhưng hắn sẽ không tùy tiện nhìn trộm, như vậy thì sẽ không có ý nghĩa nữa. Hắn chỉ cần bảo trì cảnh giác đối với tương lai. Chỉ cần tương lai xuất hiện khả năng uy hiếp được hắn thì hắn mới đi kiểm tra tương lai. Thân là sáng tạo chúa tể, hắn có lực lượng biết trước như vậy. Đương nhiên, thường cách một đoạn thời gian vẫn phải dành thời gian đi kiểm tra vận mệnh mới được. Ra ra,
ngài không tò mò một vị ca ca còn lại của ta ở đâu sao? Sở Tiểu Thất nói sang chuyện khác, y hỏi Hàn Tuyệt. Trước mắt trong nhà ngoại trừ Sở Tiểu Thất còn có hai vị tỷ tỷ cùng với ba vị ca ca, còn thiếu một vị. Hàn Tuyệt hỏi, muốn nói gì cứ nói đi. Sở Tiểu Thất cười ha ha nói, ta nghĩ đến chuyện tu tiên thật ra cũng là bởi vì đại ca của ta. Ta từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ gặp gã. Gã đã ra ngoài tìm kiếm tiên duyên từ lúc còn rất nhỏ, đến giờ vẫn chưa trở lại. Mấy năm trước, gã hồi âm lại nói mình đã gia nhập Hắc Ám Giáo, chúng ta đều cho rằng gã bị lừa rồi. Hắc Ám Giáo. Nghe thấy cái tên này, Hàn Tuyệt không hề kinh ngạc. Sau khi lượng kiếp đại đạo kết thúc, Hắc Ám Giáo tán loạn, bắt đầu phân tán khắp nơi. Đám sáng tạo đạo giả không giết hết tất cả giáo chúng của Hắc Ám Giáo chính là vì Hàn Tuyệt đã nói với vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh rằng có bạch thì sẽ có hắc. Giết Hắc Ám Giáo rồi còn có thể xuất hiện những giáo phái khác, không bằng lưu lại dư nghiệt để làm nền móng cho lượng kiếp đại đạo sau này. Thay vì đẩy đệ tử của các nhà khác, không bằng để cho đời sau của gian ác tiếp tục làm kẻ gian ác. Đương nhiên, về bản chất Hàn Tuyệt làm vậy là vì suy nghĩ cho đám người Thạch Độc Đạo và Cảnh Thiên Công. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh cũng cảm thấy có đạo lý. Rất nhiều đại năng của Hắc Ám Giáo bị tru sát, chỉ có rất ít người có quan hệ với Hàn Tuyệt còn sống sót. Từ điểm này mà nói, Hàn Tuyệt rất ích kỷ. Nhưng ích kỷ thì như thế, nào? Hắn chính là người mạnh nhất, hắn quyết định tất cả, ai có tư cách chỉ trích hắn? Đúng hay sai, đạo nghĩa chỉ là một quy tắc được chế định ra để bảo vệ lợi ích của những người cùng một cấp độ mà thôi. Sở Tiểu Thất với Hàn Tuyệt nói một hồi lâu chuyện liên quan tới đại ca của y, mãi cho đến đêm khuya mới rời đi. Một khoảng thời gian sau này, Sở Tiểu Thất vẫn nổi tiếng như trước. Thậm chí y còn không có thời gian để tu luyện. Nếu không giúp đỡ thợ săn giết tinh quái hoặc dã thú, thì lại giúp đỡ dạy bảo hài tử trong hương trấn tu luyện. Hàn Tuyệt không ngăn cản y. Thỉnh thoảng hắn sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Mới đầu, đám thôn dân còn ngạc nhiên trước dung mạo của hắn. Về sau ai cũng đều cảm thấy quen thuộc. Thoáng chớp mắt, nửa năm qua đi, Sở Tiểu Thất lần nữa tìm đến Hàn Tuyệt, nói, ra ra, ta muốn tu luyện rồi, chúng ta rời khỏi đi. Hàn Tuyệt cũng không mở mắt, hỏi, là tạm biệt hay là vĩnh biệt? Sở Tiểu Thất sửng sốt, y lâm vào trong trầm mặc, hiểu được ý tứ của Hàn Tuyệt. Sau khi trở thành tu tiên giả, y đã không còn giống người phàm được nữa. Người nhà của y đều không có tư chất tu tiên, cứ tiếp tục ở lại đây cũng chỉ làm chậm trễ bản thân mà thôi, sau này nói không chừng sẽ còn rước lấy phiền phức cho người nhà. Còn có sinh ly tử biệt càng kích thích người hơn. Thật lâu sau, Sở Tiểu Thất nắm chặt hai tay, nói, vĩnh biệt. Ngày mới vừa đến, Sở Tiểu Thất lưu lại một phong thư rồi rời đi. Trước lúc rời khỏi hương trấn, y còn đi nhìn Tiểu Hoa một lần, cuối cùng chặt đứt tưởng niệm của phàm nhân, cùng với Hàn Tuyệt rời đi. Ra ra, tiếp đến trở về tu luyện phải không? Cũng không phải nhất định phải đi về, có thể đi du lịch khắp nơi. Được đó, ta cũng muốn nhìn một chút xem thiên hạ này có đặc sắc hay không. Ngài nói xem tông môn tu tiên có thật sự tồn tại ở đây không? Ngươi muốn gia nhập một tông môn sao? Vừa đúng lúc rèn luyện, một phen. Nếu ta gia nhập tông môn, vậy ngài làm sao bây giờ? Ta ở gần đó tìm một chỗ trốn đi tu luyện là được. Ô ô ô, ra ra. Ngài thật tốt quá, ta cảm động phát khóc đây. Chờ ta gia nhập tông môn rồi, ta sẽ tìm cho ngài một sư thái thật xinh đẹp, tuyệt đối là tiên tử xinh đẹp nhất trong cả tông môn. Ha ha, hai ông cháu một người cưỡi mây, một người ngự kiếm, sánh vai nhau cùng đi. Hai người cười cười nói nói bay về phía chân trời. 3 tháng sau, bọn họ đi đến một tông môn tu tiên. Hàn Tuyệt để cho Sở Tiểu Thất tự mình đi đến bái phỏng, hắn thì sáng lập động phủ ở núi rừng gần đó. Ta chỉ dạy ngươi tu hành, ngày bình thường nếu gặp phải nguy hiểm gì ta sẽ không xuất thủ, tất cả đều phải dựa vào chính mình. Trước khi chuẩn bị chia tay, Hàn Tuyệt khuyên bảo Sở Tiểu Thất. Ngồi trong động phủ, Hàn Tuyệt vẫn không nhịn được nhìn Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất đã có tu vi trúc cơ, muốn vào trong tông môn dĩ nhiên không khó. Người lợi hại nhất tông môn này là trưởng môn cũng mới có tu vi hóa thần. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, dung hư, hợp thể, độ kiếp, đại thừa. Hàn Tuyệt không khỏi nhớ lại những năm tháng tu hành trước đây. Sở Tiểu Thất trước tiên trở thành đệ tử ngoại môn, nhờ vào tính cách cởi mở nên đã nhanh chóng kết giao được với một đám hảo hữu.
Hàn Tuyệt truyền thụ công pháp cho y dù sao cũng lợi hại hơn so với công pháp ở phàm trần. Cho nên chưa tới 3 năm Sở Tiểu Thất đã thông qua khảo hạch nội môn, được một tên trưởng lão nhìn trúng. Trưởng lão cũng rất tò mò đối với công pháp của Sở Tiểu Thất, nhưng mỗi người đều có cơ duyên riêng, cho nên lão cũng không bắt buộc y phải giao ra. Sau khi tiến vào nội môn, Sở Tiểu Thất bắt đầu gặp phải phiền phức. Một vị huynh đệ của y bị một tên thiên tài chiếm mất đạo lữ, về sau ra bên ngoài rèn luyện bị mưu sát. Sở Tiểu Thất giận dữ, cũng kết thù với vị thiên kiêu kia. Vị thiên kiêu này chính là đệ tử thân truyền của trưởng môn, nhưng Hàn Tuyệt nhìn ra được tên đó thật ra là con riêng. Trưởng môn mặt ngoài mặc kệ việc này, thế nhưng nếu thật sự náo loạn đến mức gà bay chó chạy thì Sở Tiểu Thất chắc chắn chỉ có con đường chết. Hàn Tuyệt rất chờ mong biểu hiện tiếp theo của Sở Tiểu Thất. Hắn sẽ vượt qua cửa ải khó khăn này như thế nào đây? Nhưng mà... Ra ra, có người muốn giết ta, nhanh cứu ta. Sở Tiểu Thất tới bái phòng Hàn Tuyệt, lập tức nằm ở trên đùi Hàn Tuyệt khóc lóc, rõ ràng đã lớn đùng rồi còn cố ý diễn kịch. Hàn Tuyệt rõ ràng nhìn ra được tiểu tử này căn bản không phải khóc thật, y chỉ ra vẻ mà thôi, hơn nữa đằng sau cũng không có ai đuổi giết y. Các bạn đang nghe chuyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1129, Chuyện Nhân Gian. Vậy thì rất tốt, chết đi coi như xong. Hàn Tuyệt phút phút đầu Sở Tiểu Thất, vẻ mặt hiền lành cười nói như vậy. Sở Tiểu Thất kinh hãi đột nhiên ngẩng đầu lên. Trên mặt tiểu tử này đâu có giọt nước mắt nào, giả vờ giả vịt mà không có tâm gì hết. Sở Tiểu Thất tủi thân nói, ta mà chết rồi lấy ai hiếu kính ngài đây? Ngài bồi dưỡng ta nhiều năm như vậy, chắc chắn sẽ không để cho ta dễ dàng bị chết mất đâu. Vậy cũng không nhất định, số lượng đệ tử mà ta đã từng dạy bảo nhiều vô số kể. Hu, hu, ra ra, ngài có tu vi gì vậy? Chắc cũng bằng với trưởng môn của chúng ta đúng không? Không đúng, ngài trốn ở chỗ này mà không có người nào phát hiện, khẳng định là tu vi của ngài mạnh hơn trưởng môn của chúng ta. Tu vi của ta không liên quan gì với ngươi. Tu luyện thật tốt đi, ân oán lần này vốn dĩ không có quan hệ gì với ngươi, việc gì phải vướng vào vũng nước đục này. Khó mà làm được, sống ở đời phải dám yêu dám hận. Gã hại chết, huynh đệ của ta nên ta rất hận gã, ta nhất định phải giết chết gã. Sở Tiểu Thất tức giận bất bình nói. Khuôn mặt của y trở nên dữ tợn, trong lúc lơ đãng vậy mà lại có một tia lệ khí giống như Hồng Mông Tuyệt Vọng khi trước. Hàn Tuyệt cười nói, vậy ngươi cứ đi giết đi, đừng tới tìm ta. Ta không giết được, ra ra à, truyền cho ta pháp thuật đi. Hiện tại ta không đánh thắng được gã. Sở Tiểu Thất đứng dậy, bắt đầu đấm lưng bóp vai cho Hàn Tuyệt, trên mặt đầy vẻ nịnh nọt và hoàn toàn không quan tâm đến mặt mũi. Hàn Tuyệt cảm thấy khá hưởng thụ, cười nói, vậy ta sẽ dạy cho ngươi một thần thông. Thần thông, thân thể như hổ của Sở Tiểu Thất chấn động. Sau khi bái nhập vào tông môn, y đã từng nghe nói đến thần thông. Đó là thứ chỉ xuất hiện trong sách cổ, cao siêu hơn cả pháp thuật, không phải tiên nhân không thể học. Hàn Tuyệt cười nói, đây là Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm, một kiếm giết ra thì kinh thiên địa khiếp quỷ thần, chưa tới tuyệt cảnh không nên thi triển. Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm, hai mắt của Sở Tiểu Thất trừng lớn như gặp quỷ. Y lập tức quỳ xuống, bắt đầu dập đầu cảm tạ Hàn Tuyệt đã dạy bảo. Hàn Tuyệt thi triển kết giới khiến cho không gian trong động phủ lớn hơn đến trăm dặm để thuận tiện cho Sở Tiểu Thất tu hành thần thông. Sở Tiểu Thất nhìn thấy thủ đoạn như vậy lập tức chấn động, hình tượng của Hàn Tuyệt ở trong lòng y cất cao vô hạn. Xem ra trước kia y vẫn đánh giá quá thấp về Gia Gia rồi. Gia Gia sẽ không thật sự là tiên nhân đấy chứ. Mấy tháng sau, Sở Tiểu Thất mất ăn mất ngủ không ngừng tu luyện, rốt cuộc y cũng học được Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm. Uy năng của nó kinh thiên động địa khiến cho y muốn ngừng mà không được, huyết mạch sôi sục. Sau khi tu thành thần thông thì Sở Tiểu Thất hưng phấn rời đi, Hàn Tuyệt cũng lại tiếp tục tu luyện. Trong khoảng thời gian làm bạn với Sở Tiểu Thất, Hàn Tuyệt cảm giác thời gian trôi qua rất chậm, so với 100 triệu năm trước đó còn thấy dài hơn. Có lẽ đây là trải nghiệm chăng? Hàn Tuyệt rất hưởng thụ cuộc sống như bây giờ, bớt đi một chút đánh đánh giết giết, lĩnh hội nhân sinh cùng người khác cũng là một loại rèn luyện, một loại cảm thụ. Sau khi luyện được thần thông Thiên Chu Quỷ Thần Kiếm, ngộ tính của Sở Tiểu Thất ở trên phương diện kiếm đạo đã được tăng lên trên phạm vi lớn.
trong thời gian một năm ngắn ngủi đã luyện được toàn bộ pháp thuật kiếm đạo mà đệ tử trong tông môn có thể học. Danh tiếng của y có thể nói là tăng lên đột ngột, thậm chí ngay cả trưởng môn cũng tự mình tiếp kiến y. Sở Tiểu Thất cũng không lỗ mãng, đối mặt với chỗ dựa của kẻ thù thiên kiêu kia cũng không dùng pháo miệng mà không ngừng tìm kiếm cơ hội. Y càng không đi cáo trạng với trưởng môn. Bên trong tông môn tu tiên không biết có bao nhiêu thảm kịch, đạo nghĩa của phàm nhân căn bản không thể thực hiện được. Chỉ cần không phản bội tông môn sẽ chỉ coi trọng tu vi với tư chất. Hàn Tuyệt vừa tu hành, vừa chú ý Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất thường cách một đoạn thời gian đều tới bái phòng hắn, cũng không phải chỉ khi cần hắn thì mới đến thăm, trừ Sở Tiểu Thất ra thì bên ngoài không có ai khác biết được Hàn Tuyệt tồn tại. Sở Tiểu Thất đã từng thắc mắc, chẳng lẽ nơi đây thật sự rất khó tìm kiếm đến vậy sao? Thế nhưng theo tu vi của y càng ngày càng cao, y liền ý thức được có lẽ chỉ là vì Gia Gia cho phép nên y mới tìm được đến nơi đây. 10 năm sau, Sở Tiểu Thất ở bên ngoài chu sát kẻ thù thiên kiêu kia. Bởi vì có những đồng môn khác nhìn thấy cho nên tin tức nhanh chóng truyền về tông môn. Trưởng môn giận dữ đã truyền đạt mệnh lệnh truy sát y. Trong lúc nhất thời Sở Tiểu Thất chạy trốn tứ phía, chật vật không chịu nổi. Y cũng không có cơ hội trở về tìm Hàn Tuyệt. Y bị đuổi giết đến mức lưu lạc khắp chân trời góc biển. Đi theo y còn có một nữ tử, chính là muội muội của hảo hữu Sở Tiểu Thất. Nàng tên là Đường Uyển. Hảo hữu của Sở Tiểu Thất bị hại chết chính là thân huynh của Đường Uyển. Sở Tiểu Thất cũng rất quan tâm đến nàng, trong kế hoạch báo thù lần này cũng phải nhờ đến nàng đi dụ dỗ vị thiên kiêu kia. Giữa dãy núi, Sở Tiểu Thất ngự kiếm phi hành, mái tóc đen của y tung bay theo gió. Giờ phút này y đã không còn vẻ ngây thơ nữa, làn da trắng nõn và khuôn mặt tuấn mỹ, ánh mắt lạnh lùng rất có phong thái như một tiên nhân ngự kiếm. Ở phía sau y là một nữ tử trẻ tuổi có khuôn mặt hình trái xoan, dung mạo đáng yêu, nhẹ nhàng vịn eo của Sở Tiểu Thất. Đường Uyển tựa đầu vào trên lưng Sở Tiểu Thất, nhỏ giọng nói, Tiểu Thất ca, chúng ta phải chạy trốn đến nơi nào đây? Chúng ta có thể trốn đi đâu? Sở Tiểu Thất trả lời, ta sẽ tìm một chỗ thu xếp cho ngươi, tiếp đó đi tìm một vị trưởng bối của ta, hắn có thể che chở cho chúng ta. Tại sao không lập tức đi tìm hắn? Hắn còn ở lại bên trong khu vực của tông môn. Đường Uyển trầm mặc, nàng cho rằng trưởng bối của Sở Tiểu Thất chính là một vị trưởng lão nào đó bên trong tông môn. Trưởng lão thì làm sao so với trưởng môn được? Đúng lúc này một luồng kiếm khí kéo dài qua núi sông, khí thôn vạn dặm đánh tới. Sở Tiểu Thất theo bản năng quay đầu nhìn lại, luồng kiếm khí kia thật sự là quá nhanh, căn bản y không kịp né tránh. Ầm, hai người bị kiếm khí lật tung, rơi xuống mặt đất. Nếu không phải Sở Tiểu Thất kịp thời thay đổi quỹ tích của phi kiếm, có lẽ hai người đã thịt nát xương tan ngay lập tức. Sở Tiểu Thất muốn ôm lấy Đường Uyển, kết quả là một lá bùa rơi lên trên người y, lôi điện đan xen khiến cho y không thể động đậy. Y cứ như vậy dương mắt nhìn Đường Uyển ngã vào bên trong núi rừng, ánh mắt của y lập tức đỏ lên. Đáng chết! Sở Tiểu Thất lập tức ngã xuống vách đá ở bên ngoài núi rừng. Y cảm giác thân thể của mình xem chút nữa đã tan ra thành từng mảnh. Ngã xuống từ độ cao 1000m từ trên không trung lại còn dưới tình huống bị thương, cho dù có tu vi kim đan cũng có chút không chịu nổi. Một bóng người chậm rãi xuất hiện, dừng lại ở phía trên Sở Tiểu Thất. Tên này khoác áo bào xanh, đầu đội ngọc quan, tay cầm phất trần, bên trong phất trần lại lộ ra mũi kiếm. Sở Tiểu Thất, ngươi giết hại đồng môn, ngươi nhất định phải chết. Vẻ mặt của đạo nhân áo bào xanh không chút thay đổi nói. Gã nhìn xuống Sở Tiểu Thất, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Sở Tiểu Thất khó khăn đứng lên. Y lau đi vết máu nơi khóe miệng, lá bùa trên người hóa thành tro bụi. Đầu tiên y dùng thần thức tìm kiếm Đường Uyển, phát hiện Đường Uyển ngã vào trong một bụi cỏ, toàn thân là máu. Trên người nàng cắm đầy nhánh cây trông thê thảm vô cùng, không hề nhúc nhích dường như đã chết. Vậy sao ngươi không giết ta đi? Sở Tiểu Thất hỏi, y cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Đạo nhân áo bào xanh híp mắt nói, giao công pháp với thần thông của ngươi ra đây, ta có thể cho ngươi được chết một cách thống khoái. Nếu để cho trưởng môn bắt được ngươi, nhất định ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Lão sẽ rút hồn phách của ngươi để huyết tế pháp bảo, khiến ngươi trọn đời không được siêu sinh. Sở Tiểu Thất nhếch miệng cười nói, muốn học à, được thôi, ta sẽ dạy cho ngươi. Đạo nhân áo bào xanh hạ xuống, nói, ta đã có tu vi nguyên anh, ngươi đừng nghĩ đến chuyện dở trò gì. Ta sẽ cứu sống nàng kia trước, nhưng nếu như ngươi dám dở trò sau lưng ta,
kết quả của nàng sẽ còn thảm hơn cả ngươi. Sở Tiểu Thất bỏ qua lời của gã, quay người đi về phía rừng cây, tiến đến xem xét tình hình của Đường Uyển. Cùng lúc đó, trên một vách núi ở ngoài trăm dặm, Hàn Tuyệt đứng ở bên vách núi ngắm nhìn một màn này. Hắn cũng không ra tay, đạo nhân áo bào xanh với Sở Tiểu Thất cũng không phát giác được sự hiện hữu của hắn. Các bạn đang nghe chuyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 1130, Cái Thế Pháp Tinh. Công pháp mà Sở Tiểu Thất tu hành chỉ là công pháp mà Hàn Tuyệt thuận miệng tạo ra. Nhưng đặt ở phàm trần, loại công pháp này tuyệt đối thuộc loại tuyệt đỉnh. Nếu không có đạo âm của Hàn Tuyệt trợ giúp thì người bình thường rất khó lĩnh ngộ được. Đạo nhân áo bào xanh tu luyện mấy ngày nhưng cuối cùng vẫn phải dừng lại trong thất bại. Gã cũng không phải là người hấp tấp vội vàng, thậm chí còn rất kiên trì. Bên cạnh một dòng sông nhỏ cách đó không xa, Sở Tiểu Thất đang giúp Đường Uyển lau miệng vết thương ở trên lưng. Đường Uyển dùng quần áo che đi phần trước ngực. Ban đầu đáng lẽ nơi đó nên là một vùng trắng như tuyết nhưng bây giờ lại bị che kín bởi vết thương chằng chịt, nhìn thấy mà giật mình. Đường Uyển dùng truyền âm thuật giao lưu với Sở Tiểu Thất. Chúng ta cứ như vậy thúc thủ chịu trói sao? Xem tình hình thế nào đã. Tu vi của gã rất cao, chúng ta không chống lại được. Thần thông của ngươi không phải có thể vượt cảnh giới giết địch sao? Ta chỉ khoác lác với ngươi thôi. Cách hai tầng tiểu cảnh giới không có vấn đề gì, nhưng đối phương lại là Nguyên Anh. Được rồi, hai người lâm vào trong trầm mặc, tự mình có những suy nghĩ riêng. Trong lòng Sở Tiểu Thất cảm thấy khổ sở, cũng không biết hiện tại Gia Gia đang ở đâu. Gia Gia ơi, cháu của ngài sắp chết đến nơi rồi. Trong mắt Sở Tiểu Thất, chỉ cần Gia Gia ra tay thì vị đại tu sĩ Nguyên Anh này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên nơi đây cách động phủ của Gia Gia thật sự là quá xa, Gia Gia khẳng định không kịp cứu y. Không được, phải nghĩ biện pháp tự cứu lấy mình. Sở Tiểu Thất lặng lẽ suy nghĩ, y bắt đầu tìm kiếm biện pháp. Đánh thì không thể đánh thắng, chỉ có thể dùng bẫy. Nhưng làm thế nào để bẫy được gã lại là một nan đề. Chập tối, đạo nhân áo bào xanh kêu gọi Sở Tiểu Thất. Thì ra đạo nhân áo bào xanh cảm thấy công pháp này quá khó tu luyện nên gọi Sở Tiểu Thất tới trợ giúp. Sở Tiểu Thất âm thầm vui vẻ, có biện pháp rồi. Y bắt đầu làm cho trình tự của một vài tâm pháp trong quyển công pháp trở nên mơ hồ. Đề phòng bị phát hiện, y mò mẫm thay đổi từng chút một. Đạo nhân áo bào xanh vốn dĩ đã bị sự cao thâm của công pháp này làm cho đứng hình, gã không hiểu quá nhiều chỗ, cho nên gã không chú ý tới chi tiết. Ngoài trăm dặm, Hàn Tuyệt nhìn thấu trò hề nhỏ của Sở Tiểu Thất thì cảm thấy buồn cười. Tiểu tử này thật sự biết thêm nhiều chiêu trò rồi. Trong lúc rảnh rỗi, Hàn Tuyệt quyết định sử dụng một lần tạo hóa thiên tuyển. Mỗi ngàn vạn tuổi tích lũy một lần tạo hóa thiên tuyển, bây giờ đã tích lũy được 46 lần. Mở ra tạo hóa thiên tuyển, trong số con cháu nối dõi của ngươi sẽ ngẫu nhiên xuất hiện người trời sinh có đại tạo hóa tử tôn Trần Tuyệt thức tỉnh trời sinh đại tạo hóa là cái thế pháp tinh. Cái thế pháp tinh, trời sinh đại tạo hóa, có thể làm cho pháp lực vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô kiệt pháp lực vô cùng vô tận, cũng không tệ lắm. Nhưng chỉ có thể đánh giá là không tệ ở giai đoạn đầu. Một khi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định cũng có thể tạo ra được hiệu quả này. Hắn lặng lẽ suy tính, Trần Tuyệt cách vùng thiên địa này xa đến ngàn vạn cái hỗn độn tạo thành một đường thẳng tắp. Xem ra kiếp này rất khó gặp được Sở Tiểu Thất. Lần này, Hàn Tuyệt không có ý định đi bồi dưỡng tạo hóa thiên tuyển, để cho Trần Tuyệt thuận theo tự nhiên đi. Đợi đến khi nào gom đủ 100 lần sẽ sử dụng một thể, bộc phát một lần liên hoàn, sau đó lại thu thập toàn bộ và bồi dưỡng trở thành một chi thần quân thống trị. Cần thêm 55 lần sẽ đủ 100, có nghĩa là phải chờ 5.000.000 năm nữa. Ánh mắt của Hàn Tuyệt lại phóng tới trên người Sở Tiểu Thất. Nếu 5.000.000 năm sau, vậy Sở Tiểu Thất đã chuyển thế bao nhiêu lần? Thế nhưng nhìn bộ dáng khôn vặt kia của Sở Tiểu Thất, Hàn Tuyệt lại có chút ít không đành lòng. Được rồi, y đã phải chuyển thế quá nhiều, cũng đến lúc để cho y thoát khỏi nỗi khổ luân hồi rồi. Hàn Tuyệt mỉm cười, tiếp đó nhắm mắt lại. 2 tháng sau, dưới âm mưu quỷ kế của Sở Tiểu Thất, tình trạng tu hành của đạo nhân áo bào xanh càng ngày càng không bình thường. Gã nhận ra được công pháp có vấn đề thì đã lập tức đi tìm Sở Tiểu Thất gây phiền phức, uy hiếp Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất rất không có cốt khí quỳ xuống tỏ ra kinh hoàng sợ hãi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng.
Một màn này phát sinh ở trước mặt Đường Uyển khiến cho đạo nhân áo bào xanh cảm thấy không phải là y đang giả vờ. Dẫu sao nam nhân đều là những kẻ sĩ diện, từ đó gã đành phải buông xuống băn khoăn. Không có biện pháp, gã đã kẹt tại cảnh giới Nguyên Anh quá lâu, bây giờ sắp đến đại hạn rồi. Gã rất cần một bộ công pháp tuyệt đỉnh có thể siêu việt Nguyên Anh. Lại trôi qua một tháng nữa, đạo nhân áo bào xanh sinh ra tâm ma, hai đầu lông mày quanh quẩn một luồng sát khí tựa như tà ma. Gã lại đi tìm Sở Tiểu Thất lần nữa, lần này gã còn thi pháp hành hạ Sở Tiểu Thất. Sở Tiểu Thất khóc lóc thề thốt mình cũng tu luyện như vậy. Lần này, Sở Tiểu Thất còn đái cả ra quần làm cho đũng quần ướt sũng, không còn chút tôn nghiêm nào. Đạo nhân áo bào xanh không khỏi hoài nghi, chẳng lẽ là do công pháp tương xung với bản thân. Cứ như vậy từ bỏ thì thật là không cam lòng. Nếu bỏ qua cơ duyên lần này thì sau này phải làm sao bây giờ? Không được. Cũng không thể mù quáng nghe theo y. Ánh mắt của đạo nhân áo bào xanh hiện lên vẻ bất chấp. Gã làm cho Sở Tiểu Thất không thể động đậy, sau đó bắt đầu thi triển bí thuật của chính mình. Gã phân ra một bộ phận hồn phách để đoạt xá Sở Tiểu Thất, chiếm cứ ký ức của y. Sau khi Sở Tiểu Thất bị đứng yên không nhúc nhích được nữa thì thầm nghĩ không ổn, trong lòng của y cảm thấy tuyệt vọng. Thật là đáng chết. Biểu diễn nhiều như vậy, thậm chí mất hết mặt mũi ở trước mặt Đường Uyển, không ngờ vẫn khó thoát khỏi cái chết. Sớm biết như thế còn không bằng cứng rắn một chút, cho dù chết cũng giữ được tôn nghiêm. Đường Uyển rút kiếm đâm về phía sau lưng của đạo nhân áo bào xanh, kết quả bị pháp lực của gã chấn động là cho bản thân hộc máu bay ngược ra sau, ngã xuống đất ngất đi. Tu sĩ trúc cơ ở trước mặt đại tu sĩ Nguyên Anh thì không chịu nổi một kích, dù chỉ là lực phản chấn. Hai mắt của đạo nhân áo bào xanh bắn ra ánh sáng xanh. Hồn phách của gã bay ra, lập tức chui vào giữa mi tâm của Sở Tiểu Thất. Trong chốc lát, Sở Tiểu Thất thất thần, bờ vai y rủ xuống, cả người mất đi ý thức. Mấy hơi thở sau, đạo nhân áo bào xanh run rẩy cả người. Gã trừng to mắt, run giọng nói, thứ gì? Ầm. Thân thể của đạo nhân áo bào xanh nổ tung, kể cả Nguyên Anh cũng bị nổ nát vụn, hồn phách tiêu tán trong thiên địa. Sở Tiểu Thất lập tức ngã nhào trên đất, từng sợi huyết khí hiện ra rồi ngưng tụ thành một hư ảnh đáng sợ, rõ ràng là Hồng Mông Tuyệt Vọng. Nhưng hư ảnh này rất nhanh liền tiêu tán, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Ngoài trăm dặm, bên cạnh Hàn Tuyệt có thêm một người, chính là Hình Hồng Tuyền. Thật đúng là y, Hình Hồng Tuyền tấm tắc kêu kỳ lạ. Nửa tháng trước, nàng rảnh rỗi đến mức cảm thấy nhàm chán, vì vậy nàng đến bái phòng Hàn Tuyệt, định rủ hắn cùng nhau ra ngoài du lịch. Hàn Tuyệt lại chuyển nàng đến giới này. Về chuyện của Sở Tiểu Thất, Hàn Tuyệt không hề giấu giếm mà kể hết cho nàng nghe. Lúc này Hình Hồng Tuyền mới chợt hiểu ra, thảo nào lúc trước Hồng Mông Tuyệt Vọng mang đến cho nàng cảm giác rất khác thường, sau đó Hàn Tuyệt cũng không giết y. Thì ra là thế. Tính cách của tiểu tử này hoàn toàn không giống với ngươi và mấy tiểu tử tiểu nữ của ngươi nha, Hình Hồng Tuyền cảm khái nói. Sở Tiểu Thất có thể cố tình ép bản thân tè ra quần làm cho nàng được mở rộng tầm mắt. Hàn Tuyệt cười nói, không giống nhau mới thú vị chứ. Ngươi định cứ đi theo y như vậy à? Ừ, tạm thời cứ theo y vạn năm đi. Chậc chậc, không ngờ ngươi còn ưa thích cháu chắt cách thế hệ. Nếu đã như vậy, trước tiên ta sẽ đi dạo ở xung quanh đây vài năm, qua một thời gian ngắn nữa ta lại tới tìm ngươi. Hình Hồng Tuyền che miệng cười nói, Hàn Tuyệt không có ý kiến gì, hai người tạm thời chia hai đường. Hàn Tuyệt đi đến gần Sở Tiểu Thất. Hắn vung tay phải lên, thay cho Sở Tiểu Thất một bộ quần áo sạch sẽ, sau đó hắn lại ngồi bên bờ sông bắt đầu tu luyện. Một lúc lâu sau, Đường Uyển tỉnh lại trước tiên. Sau khi nàng nhìn thấy Hàn Tuyệt thì lại càng hoảng sợ. Nàng vội vàng rút kiếm ra chuẩn bị chiến đấu. Hàn Tuyệt không để ý đến nàng, Đường Uyển cũng không dám tùy tiện hành động. Nàng vội vàng đi đến bên cạnh Sở Tiểu Thất, kiểm tra tình hình của y. Nàng loay hoay một hồi làm cho Sở Tiểu Thất tỉnh lại. Tiểu tử này vừa tỉnh dậy đã hô to gọi nhỏ, tức giận mắng đạo nhân áo bào xanh. Nhìn y chẳng khác nào mấy tên trợ búa, các loại người ti tiện ở tầng lớp dưới cùng. Chờ đến khi nhìn thấy Hàn Tuyệt, y lập tức vui mừng. Y lập tức đẩy Đường Uyển ra, nhào tới trước mặt Hàn Tuyệt, kêu rên nói, ra ra, rốt cuộc ngài cũng tới rồi. Ngài nhất định phải báo thù giúp ta đó. Tôn Nhi bị gã đó giày vò đến mức chết đi sống lại.
Các bạn vừa nghe xong tập 113 của bộ truyện Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm của tác giả Nhâm Ngã Tiếu tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.